Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2251. Nói một cách chính xác thì sư phụ tôi vốn dĩ là cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, chỉ là khi đó tôi cảm thấy vùng ngoài lãnh thổ cách mình quá xa nên cũng không để tâm nhiều tới những chuyện mà ông ấy kể về vùng ngoài lãnh thổ. Độ Thiên Chân Nhân nói tới đây thì vội vàng ngẩng đầu, chủ thượng, tôi nghe mấy đệ tử nói cậu vừa đánh Trương Tử Trần. Mặc dù tên này không đáng e sợ nhưng Từ Thiên Thuật thật sự rất có tiếng tăm ở vùng ngoài lãnh thổ. Chủ thượng cần phải cẩn thận hơn, loại người như Từ Thiên Thuật có lòng dạ hẹp hòi, ông ta nhất định sẽ tìm tới để báo thù. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, cho dù Từ Thiên Thuật không chủ động đánh thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không ngồi yên nhìn cường giả ngoài lãnh thổ thèm khát ngôi vị thiên tử. Ngay từ đầu, sự xung đột giữa anh và cường giả ngoài lãnh thổ đã là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến thể diện của đám người Trương Tử Trần. Ngược lại, sau khi đám người Trương Tử Trần trở về Thiên Sơn, Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức nghe được chuyện này, trên mặt đều lộ vẻ chế nhạo. Lần này, Tiêu Chính Văn đích thân ra tay đánh đệ tử yêu quý của Từ Thiên Thuật, sau này khi Từ Thiên Thuật trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, nhất định sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn. Hừ, tên Tiêu Chính Văn này đúng là khó giải quyết thật. Nhưng lần này xem ra chúng ta có thể làm được việc lớn rồi. Cổ Thiên Đức nheo mắt nói. Tối hôm đó, toàn bộ sự việc đã bị một số phương tiện truyền thông đưa tin. Sau khi nhìn thấy tin tức này, toàn bộ Hoa Quốc đều kinh ngạc. Thực ra có rất nhiều người bình thường không hề biết gì về vùng ngoài lãnh thổ và cuộc đấu giữa các cường giả. Nhưng sau khi nghe người của năm đại danh Sơn giải thích, mọi người mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Vài ngày nữa sẽ đến ngày diễn ra cuộc đấu lớn, không ít người bắt đầu lo lắng, không ai muốn cảnh tượng năm xưa lại xuất hiện lần nữa. Sao vua Bắc Lương có thể không màng đến sự an nguy của chúng ta chứ? Hừ, đừng nghĩ anh ta chính nghĩa khi trước đây ra mặt đánh viện Phó Thiên Sơn vì người dân chúng ta mà lầm. Kết quả hai việc này không giống nhau đâu, một khi liên quan đến chuyện sống chết thì anh ta sẽ run sợ ngay. Đúng vậy, đáng tiếc tôi chỉ là một người bình thường. Nếu như tôi có năng lực như Tiêu Chính Văn thì tôi sẽ sẵn sàng giao tinh huyết của mình ra. Trong chốc lát, trên mạng có rất nhiều lời bình luận, không ít người hóng chuyện không rõ thực hư cũng bị một số người có động cơ lôi vào cuộc. Nhiều người cao tuổi cũng bàn luận chuyện này từ đầu ngõ đến cuối phố. Nhưng cũng có người nói tốt về Tiêu Chính Văn, dù sao thì những điều Tiêu Chính Văn làm trước đây đều khắc ghi trong lòng người dân Hoa Quốc. Thực ra, theo tôi thấy, chuyện này không thể trách vua Bắc Lương được, sau khi giao tinh huyết ra thì ai cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng thôi. Đúng vậy, vua Bắc Lương đã cống hiến đủ cho Hoa Quốc rồi, bây giờ lại muốn người ta giao tinh huyết thì thật quá đáng. Đúng thế, vua Bắc Lương cũng không nợ ai, dựa vào đâu mà bắt người ta hy sinh lớn vậy chứ? Chương 2252. Đột nhiên, các cuộc tranh luận sôi nổi bắt đầu nổ ra cả trên mạng và trên đường phố. Hơn nữa còn xảy ra tranh chấp giữa những người có ý kiến khác nhau, sau đó cả giới chính trị cũng bị lôi vào cuộc. Lúc này, ông Chu của Hoa Sơn vừa nghe báo cáo của thuộc hạ vừa cười khẩy. Hừ, Tiêu Chính Văn đúng là tự tìm đường chết, đợi đến khi tiền bối từ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ thì sẽ chính là ngày giỗ của cậu ta, đến lúc đó tôi muốn xem thử ai còn nói đỡ cho Tiêu Chính Văn. Khúc Hoành hơi khó xử nói, ông Chu, theo tôi được biết. Tiền bối từ cũng chỉ là cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, trước đây Tiêu Chính Văn đã giết chết không ít cao thủ cảnh giới thiên thần 2 sao rồi. Quả thực, trong số 11 lão già Hoa Sơn, có 5 người đạt cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đã bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Cường giả cảnh giới thiên thần cho dù là cùng cấp độ thì sức chiến đấu cũng là hai thế giới khác nhau. Có lẽ ông không biết. Bất kỳ cường giả cảnh giới thiên thần một sao nào trở về từ vùng ngoài lãnh thổ cũng có thể lập tức giết chết cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao ở giới thế tục. Ông biết vì sao không? Đó là bởi vì vùng ngoài lãnh thổ khác với chỗ chúng ta. Hầu như lúc nào cũng có khả năng xảy ra xung đột, hơn nữa chỉ cần ra tay thì sẽ là trận chiến sinh tử. Chỉ xét về thực lực và kinh nghiệm chiến đấu, cường giả ở hai nơi đã không giống nhau rồi. Nếu phải dùng sức chiến đấu để phân cao thấp thì một Từ Thiên Thuật có thể kết liễu Ahesanjin trong vòng 10 chiêu. Đó là sự khác biệt giữa cường giả hai nơi, bây giờ ông đã hiểu rồi chứ? Nghe vậy, Khúc Hoành cũng sững sờ. Thì ra trong cùng một cảnh giới, chênh lệch thực lực lại lớn vậy sao? Đúng lúc này,
một người báo tin bước nhanh đến trước mặt ông Chu và Khúc Hoành nói, ông Chu, cô cả nhà họ Dương ở Long Kinh đã bị một cậu chủ ở Mỹ Lục bắt cóc, nhà họ Dương hy vọng năm đại danh sơn chúng ta có thể ra mặt giúp đỡ. Hả, cô cả nhà họ Dương? Khúc Hoành khẽ cau mày, đó chẳng phải là Dương Linh Nhi, người trước đây từng đến Phi Lục cùng Tiêu Chính Văn sao? Sao cô ta lại bị người của Mỹ Lục bắt cóc? Ông Chu, theo tôi biết, cô ta là người của Hắc Băng Đài, hơn nữa luôn ở Âu Lục, sao đột nhiên lại bị người của Mỹ Lục bắt cóc chứ? Trong chuyện này, ông Chu nghe vậy khẽ lắc đầu nói, chúng ta tốt nhất không nên dính líu đến chuyện này, Mỹ Lục cũng có không ít cường giả ngoài lãnh thổ, vài ngày nữa bọn họ sẽ trở về giới thế tục. Nếu xử lý không ổn thỏa thì rất có thể sẽ chọc giận cường giả ngoài lãnh thổ, đến lúc đó sẽ biến thành một trận chiến lớn. Chuyện của Dương Linh Nhi cứ để nhà họ Dương tự giải quyết đi. Nói xong, ông Chu xua tay ra hiệu cho người báo tin lui ra. Sau đó, ông ta dặn dò Khúc Hoành vài câu rồi mới trở lại Hoa Sơn để thu xếp việc tiếp đón những cường giả ngoài lãnh thổ. Nhà họ Dương mãi không nhận được phản hồi từ ông Chu nên cũng hiểu ra dụng ý của năm đại danh sơn. Bọn họ sẽ không giúp nhà họ Dương đi cứu người, mà bây giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ bọn họ chỉ có vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn mà thôi. Lai lịch của đối phương quá lớn, nếu không, với thân phận và địa vị của nhà họ Dương cũng không khoanh tay ngồi nhìn Dương Linh Nhi bị bắt cóc. Theo con thấy, hay là chúng ta tìm vua Bắc Lương đi? Dương Thiên Tu nhíu mày nói. Không được, quan hệ giữa chúng ta và vua Bắc Lương không hề thân thiết. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nhờ Giang Vạn Long ra mặt, như vậy thì tỷ lệ thành công có thể sẽ cao hơn. Chương 2253. Dứt lời, ông cụ Dương lấy điện thoại gọi cho Giang Vạn Long. Sau khi nhận được điện thoại của ông cụ Dương, Giang Vạn Long quả nhiên sẵn lòng giúp đỡ, hơn nữa ông ấy còn gọi cho Tiêu Chính Văn. Nghe tin con gái nhà họ Dương bị bắt cóc, Tiêu Chính Văn cũng bất ngờ. Dương Linh Nhi vốn có thực lực của cảnh giới chủ soái, người bình thường không thể đến gần cô ta chứ huống chi là bắt cóc. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Chính Văn bảo Giang Vạn Long nói với nhà họ Dương rằng hãy cử một hai người đến để kể rõ tình hình lúc đó. Tối hôm đó, Giang Vạn Long đưa một cặp vợ chồng trung niên đến dinh thự. Vừa bước vào cửa, người phụ nữ trung niên lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, vừa khóc vừa nói, cậu Tiêu, cầu xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi, không còn ai có thể cứu con gái tôi ngoài cậu. Vừa nói, người phụ nữ trung niên vừa đau khổ khóc. Tiêu Chính Văn vội vàng đưa tay đỡ bà ta dậy rồi quay đầu nói với Giang Vạn Long, ông Giang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vạn Long quay đầu liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh nói, Dương Thiên Tu, ông nói đi. Dương Thiên Tu là bố của Dương Linh Nhi, cũng là một trong những nhân chứng của vụ việc này. Cậu Tiêu, chuyện là thế này, mấy ngày trước, sau khi con gái tôi nhận được lệnh về nước, lúc ra vùng ngoại ô chơi cùng mấy người bạn thì gặp một cậu chủ đến từ Mỹ Lục. Lúc đó cậu chủ đó bắt ép Linh Nhi và mấy người bạn của con bé đến biệt thự của hắn uống rượu, nhưng bị Linh Nhi từ chối thẳng thừng. Lúc đó, đúng lúc tôi cũng dẫn theo vài vệ sĩ đến đó, vì tôi sợ trong thời gian các cường giả ngoài lãnh thổ tranh đấu, thế lực của các nước quanh Long Kinh sẽ rất phức tạp. Mà Linh Nhi và bạn nó lại không biết giữ chừng mực, đắc tội với người không nên đắc tội thì không ổn. Vậy mà lại xảy ra chuyện thật, cậu chủ đó đã phái vài tên thuộc hạ đến, bắt ép Linh Nhi và mấy người bạn của con bé đến một ngôi biệt thự gần Long Kinh. Hơn nữa tôi còn nghe nói, gia tộc của người này dường như có quan hệ với giới chính trị ở Mỹ Lục và vùng ngoài lãnh thổ. Ồ, ý ông là người này có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ ư? Tiêu Chính Văn cau mày nói. Cậu Tiêu, trước đó chúng tôi cũng đã nhờ năm đại danh sơn giúp đỡ, nhưng bọn họ không hề phản ứng gì. Nói xong, Dương Thiên Tu thở dài. Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ vì một khi dính đến vùng ngoài lãnh thổ, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, do đó năm đại danh sơn đều không muốn nhúng tay vào việc này cũng là lẽ đương nhiên. Tiêu Chính Văn, chuyện này có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ, cậu xem, vẻ mặt của Giang Vạn Long lúc này cũng trở nên u ám. Cho dù là cường giả ngoài lãnh thổ thì cũng không thể bắt cóc người dân Hoa Quốc trên đất Hoa Quốc được. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe xong, Giang Vạn Long không khỏi sững sờ, nếu Tiêu Chính Văn ra tay thì chuyện này không còn khó nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2254.
Không đợi Giang Vạn Long kịp mở lời, Tiêu Chính Văn đã xoay người nói với hai vợ chồng Dương Thiên Tu, hai người cứ chờ ở đây đi, tôi sẽ đích thân đến đó, chắc chắn sẽ đưa Linh Nhi trở về an toàn. Tiêu Chính Văn trấn an hai vợ chồng Dương Thiên Tu thêm vài câu, rồi gọi người chuẩn bị xe. Giang Vạn Long vội vàng đi theo ra ngoài, kéo tay Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, mặc dù bây giờ tôi không còn ở trong Long Các, nhưng tôi cũng đã nghe nói đến chuyện các cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Chuyện này nếu có thể không làm lớn thì tốt nhất đừng chuyện bé xé ra to, bằng không. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói với Giang Vạn Long, ông Giang, nếu đối phương biết điều tôi đương nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện, còn nếu như đối phương không chịu thả người thì tôi sẽ bắt chúng phải trả giá, dù sao Hoa Quốc chúng ta cũng không còn như mấy trăm năm trước nữa rồi. Không ai có thể bắt nạt người dân Hoa Quốc trên lãnh thổ của chúng ta. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người ngồi vào xe, lái thẳng đến sân bay. Giang Vạn Long nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Suy đi nghĩ lại, ông ấy vẫn gọi điện và báo lại việc này cho đại trưởng lão Võ Tông. Suy cho cùng chuyện này cũng vô cùng quan trọng, một khi làm lớn chuyện thì Hoa Quốc sẽ rất bị động. Đại trưởng lão Võ Tông ở đầu dây bên kia vừa nghe cũng sững sờ. Sau đó vội vàng gọi điện thoại đến số ông Chu. Cái gì, ông nói Tiêu Chính Văn đã đến đó đòi người ư? Khi ông Chu nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức thay đổi. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn muốn làm gì? Đắc tội với các cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc thì đã đành, Tiêu Chính Văn còn muốn đắc tội với cả những cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục sao? Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ năm đại danh sơn có thể ra mặt thương lượng với đối phương hay không, để tránh thương lượng cái con khỉ. Bây giờ tiền bối tử đang liên lạc với các cường giả ngoài lãnh thổ ở Mỹ Lục, hơn nữa có vẻ như sắp kết thành đồng minh rồi, vào lúc này sao có thể đắc tội với người ta chứ? Và lại, Dương Linh Nhi là người của Hắc Băng Đài, hy sinh cho đất nước thì đã sao? Chẳng lẽ phải vì một cô gái mà làm hỏng kế hoạch lớn của tiền bối tử sao? Ông Chu hét thẳng với đại trưởng lão trong điện thoại. Đại trưởng lão vừa nghe thấy thế cũng lập tức nổi giận, nói, ông Chu, ông nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vì muốn liên minh thì phải để cho người Mỹ Lục bắt nạt người dân Hoa Quốc ngay ở Long Kinh sao? Nếu như phải hy sinh sự tôn nghiêm của người dân Hoa Quốc chúng ta để đổi lấy việc liên minh với Mỹ Lục, thì cá nhân tôi cho rằng không liên minh cũng được. Ngoặc kép, chương 2255. Hơn nữa, tôi có thể nói với ông một cách có trách nhiệm rằng Dương Linh Nhi không những là đặc vụ của Hắc Băng Đài, mà còn là cháu gái của ông Dương ở Long Các. Chúng làm vậy là đang sỉ nhục Hoa Quốc chúng ta. Nói xong, đại trưởng lão cúp điện thoại luôn. Sau mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn đã xuống máy bay, lái xe chạy đến trước cửa một trang viên lớn cách Hoa Quốc hơn 15 cây số. Ông Chu và đám người đại trưởng lão Võ Tông đã đợi ở đây từ lâu, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đẩy cửa xuống xe, ông Chu vội tiến lên trước. Tiêu Chính Văn, cậu có biết mình đang làm gì không? Tiêu Chính Văn quét mắt liếc nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của ông Chu, cười nhạt nói, ông hỏi tôi muốn làm gì ư? Tiêu Chính Văn, tôi cảnh cáo cậu, chuyện này liên quan đến quốc vận tương lai của Hoa Quốc, hơn nữa, nếu cậu đắc tội với người bên đó thì việc liên minh giữa tiền bối tử và các cường giả ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục cũng sẽ thất bại. Cậu gánh nổi trách nhiệm này không hả? Ông Chu chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chưa đợi Tiêu Chính Văn kịp lên tiếng, đại trưởng lão Võ Tông bên cạnh đã tiến lên một bước, trừng mắt nhìn ông Chu, nghe ông nói như vậy thì có phải các ông đã sớm biết chuyện này rồi không? Dứt lời, ông Chu hơi sững người. Đại trưởng lão cười khẩy nói, người của năm đại danh sơn các ông cũng bán nước một cách triệt để quá nhỉ. Ông Chu nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Cho dù là năm đại danh sơn cũng gánh không nổi tội danh bán nước lớn như vậy. Đại trưởng lão, ông nói vậy là có ý gì, năm đại danh sơn chúng tôi bán nước khi nào hả? Các ông có biết rằng, hơn trăm năm trước đây, tại sao Hoa Quốc lại bị các cường quốc bắt nạt không? Còn không phải là vì đã thua cuộc sao? Chẳng lẽ lần này, các ông lại muốn nhìn thấy lịch sử tái diễn? Tôi nói cho ông biết, dù Dương Linh Nhi chết thì Hoa Quốc có thể bị ảnh hưởng lớn đến mức nào chứ? Nếu tiền bối từ liên minh thành công với các cường giả ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục thì trong cuộc thi đấu lần này, Hoa Quốc sẽ nắm chắc cơ hội thắng. Ông Chu vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát một bạt tai vào mặt ông ta. Bốp, một âm thanh vô cùng giòn giã vang lên, ông Chu lảo đảo,
đâm thẳng đầu vào chiếc xe Việt dã phía sau, đập vỡ kính chắn gió. Tiêu Chính Văn, cậu dám đánh tôi, bốp. Tiêu Chính Văn không chút do dự, lại vung tay tát thêm một bạt tai qua đó. Nếu không phải niệm tình ông đã lớn tuổi thì chỉ với những lời nói vừa nãy của ông cũng đủ để chết. Chương 2256. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông Chu, lạnh lùng nói. Hơn nữa, việc này không liên quan đến các cường giả ngoài lãnh thổ, tất cả là do một mình Tiêu Chính Văn tôi làm, sau này bọn chúng muốn báo thù thì có thể đến tìm tôi. Không liên quan gì đến Hoa Quốc. Nói xong, Tiêu Chính Văn đi về phía trang viên. Ông Chu ôm bên má sưng húp của mình, đưa mắt nhìn về phía đám người đại trưởng lão. Tiêu Chính Văn làm rất đúng, người Hoa Quốc chúng ta có chết cũng phải chết đứng. Tuyệt đối không sống tạm bợ. Đại trưởng lão hung hăng trừng mắt liếc xéo ông Chu. Lúc này bên trong trang viên, một gã đàn ông tóc vàng nháy mắt với một tên vệ sĩ bên cạnh. Tên vệ sĩ chạy thẳng đến trước một cánh cửa, mở cửa phòng ra nói với hai người đàn ông bên trong, Will, anh Rose muốn biết hai người kia đã đồng ý chưa? Người đàn ông tên Will quay đầu lại, liếc nhìn tên vệ sĩ áo đen, lắc đầu nói, đã đánh cả một buổi chiều rồi, nhưng hai con nhóc này còn cứng đầu hơn con lừa, không chịu khuất phục. Hừ, đưa bọn chúng ra đây. Không phục ư, sẽ có cách phải phục thôi. Rose vừa lắc ly rượu trong tay, vừa lạnh lùng nói. Hắn là người kế thừa gia tộc hàng đầu của Mỹ Lục, trên thế giới này chưa từng có cô gái nào mà hắn không chinh phục được. Cho dù là những ngôi sao hay những người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, ai cũng phải vui vẻ dưới đáy quần hắn. Mà lần này, hắn lấy danh nghĩa gia tộc đến đây để xem cuộc đấu của các cường giả ngoài lãnh thổ. Nếu như có thể nhân cơ hội này thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với các cường giả ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục, thì sẽ có những lợi ích vô cùng lớn đối với gia tộc hắn. Kết quả là vào một ngày trước, trong lúc vô tình hắn đã để ý đến hai cô gái trẻ của Hoa Quốc. Nhưng dù hắn cho đối phương bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi ích, đối phương cũng không chịu nghe theo. Hơn nữa, còn đánh hai vệ sĩ của hắn bị thương. Sau đó Rose mới điều động cao thủ cảnh giới thiên vương trong gia tộc. Trói hai cô gái trẻ vào trang viên. Hắn rất giỏi làm những chuyện này, chỉ cần cho hắn thêm hai ngày nữa, hai cô gái trẻ này nhất định sẽ không chịu được sự tra tấn dã man mà nghe lời hắn. Anh Rose, lai lịch của cô gái họ Dương đó không đơn giản đâu, nếu kéo dài lâu quá, e rằng sẽ gây ra xung đột quốc tế. Một tên vệ sĩ thì thầm bên tai Rose. Hừ, xung đột quốc tế ư? Các cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc đang nghĩ cách lôi kéo các cường giả ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục, lúc này ai dám đòi người ở chỗ chúng ta chứ? Nói đến đây, Rose cười phá lên một cách đắc ý. Chương 2257. Ngay sau đó, hai cô gái trẻ đẹp người Hoa Quốc đã được đưa vào phòng khách. Nhưng lúc này cả hai cô gái đều bị thương, quần áo xộc xệch, trên mặt còn in hẳn dấu mấy bạt tai đỏ ửng. Trông vô cùng thê thảm. Hai cô gái này chính là Dương Linh Nhi và Hứa Thiến. Họ là những cô gái Hoa Quốc đã bị bắt cóc hai ngày trước. Đặc biệt là Dương Linh Nhi, đến nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị người ngoại quốc bắt cóc ở Hoa Quốc. Mặc dù nhà họ Dương đã nhận được tin tức ngay lập tức, nhưng cũng không thể làm gì cả. Rose liếc nhìn Dương Linh Nhi và Hứa Thiến, nở nụ cười xấu xa, nếu không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói xong. Hắn ném hai mảnh đồ lót khiêu gợi xuống trước mặt Dương Linh Nhi và Hứa Thiến. Chúng tôi có chết cũng không trở thành thứ đồ chơi của anh. Dương Linh Nhi lạnh lùng nói. Hứa Thiến đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt kiên cường. Xem ra các người vẫn chưa chịu khổ đủ nhỉ, tôi cảnh cáo các người, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Rose vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy Dương Linh Nhi. Kết quả tay còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Dương Linh Nhi thì đã bị Dương Linh Nhi giáng cho một bạt tai, bay thẳng ra ngoài. Sau tiếng, bốp, giòn giã vang lên, vài vệ sĩ bên cạnh Rose lao đến, một trong số đó tát mạnh vào mặt Dương Linh Nhi. Mặc dù đối phương mặc quần áo vệ sĩ, nhưng sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn Dương Linh Nhi rất nhiều. Đối mặt với một cao thủ thiên vương một sao, sao hai cô gái như Dương Linh Nhi và Hứa Thiến có thể chống lại được đây? Chỉ thấy Dương Linh Nhi ngã nhào, đâm vào bàn trà bên cạnh, đám vệ sĩ vây xung quanh bắt đầu cười lớn. Dương Linh Nhi nghiến răng, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ mặc đồ đen kia. Tôi muốn xem thử các người còn giả bộ thuần khiết được bao lâu.
Rose ôm khuôn mặt sưng tấy của mình, tức giận xông tới, túm lấy tóc Dương Linh Nhi, rồi gầm lớn, dù xuất thân của cô có lớn mạnh thế nào thì hôm nay cũng không ai có thể cứu được cô đâu. Lúc này, Hứa Thiến bên cạnh Dương Linh Nhi đã sợ đến nỗi bật khóc, đã hai ngày kể từ khi bọn họ bị bắt cóc, nhưng không ai đến cứu bọn họ cả. Điều này chứng tỏ lai lịch của đối phương càng đáng sợ hơn, thế lực của hai nhà họ bọn đều không đủ lớn để đối phương thả người. Dương Linh Nhi sớm đã đoán ra được thân phận của đối phương, chỉ có mấy gia tộc lớn của Mỹ Lục mới dám hành động không kiêng nể ai ở Hoa Quốc như vậy. Hơn nữa, mấy gia tộc đó đều có quan hệ với cường giả ngoài lãnh thổ. Phía Hoa Quốc phần lớn đều không dám ra mặt vì chuyện này. Chương 2258. Nghĩ đến đây, Dương Linh Nhi cũng rơi nước mắt tuyệt vọng. Cởi đồ cô ta ra rồi treo lên cho tôi. Rose vừa nói xong, mấy tên vệ sĩ đã lao đến chỗ Dương Linh Nhi. Đúng lúc này, bộ đàm của một tên vệ sĩ đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Anh Rose, bên ngoài hình như xảy ra chuyện rồi. Tên vệ sĩ kia quay đầu lại nói với Rose. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Rose liếc nhìn tên vệ sĩ rồi hỏi với vẻ khinh thường. Trang viên này là do gia tộc hắn bỏ tiền ra mua lại, hơn nữa hắn đã thông báo cho Võ Tông Hoa Quốc rằng đây là địa bàn của gia tộc hắn. Ai dám chạy đến đây gây rối chứ? Hơn nữa thế cục hiện nay đang rất rối rắm, quân đội của Hoa Quốc cũng sẽ không dám xông vào. Hình như là người Hoa Quốc đến gây chuyện, hơn nữa còn đánh bị thương 4-5 vệ sĩ canh gác. Tên vệ sĩ kia báo cáo với vẻ nghiêm trọng. Các, đi xem thử đã xảy ra chuyện gì rồi. Rose thờ ơ dặn dò. Trong toàn bộ trang viên, có 4 cao thủ cảnh giới thiên vương, hơn nữa còn có một cao thủ thiên vương địa cấp 3 sao trông coi. Chỉ cần Hoa Quốc không phái cao thủ đến thì đừng ai nghĩ đến chuyện nguyên vẹn rời đi. Rõ, tên vệ sĩ kia lập tức dẫn theo hai người đi về phía cửa. Rose dặn dò xong lại tiếp tục đưa tay chạm vào mặt Dương Linh Nhi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị đá tung. Một tiếng rầm lớn vang lên, không chỉ cánh cửa bay ngược ra mà cả ba người vừa đi ra ngoài cũng bay ngược lại, toàn thân be bét máu, đập vào chân Rose. Anh dám động vào cô ấy thì anh sẽ chết. Lúc này, cả sảnh lớn im lặng đến mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Rose kinh ngạc nhìn các đang hấp hối dưới chân rồi lại nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa. Không chỉ Rose mà ngay cả mấy tên vệ sĩ từ tầng 2 lao xuống cũng nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng Rose chỉ liếc mắt nhìn các bị đánh tan xương nát thịt, mà trên mặt không hề sợ hãi. Ngược lại, khóe môi hắn còn nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Hắn là con nối dõi của gia tộc số 1 Mỹ Lục, hơn nữa còn xuất thân trong gia tộc võ đạo, từ nhỏ đến lớn, có cảnh máu me nào mà chưa nhìn thấy chứ. Cảnh tượng này ở trong mắt hắn chẳng có gì đáng nói. Chương 2259. Hơn nữa trong trang viên này không chỉ có các là cao thủ cảnh giới thiên vương, mà còn có 4 cường giả còn mạnh hơn cả các. Những người này đều là cao thủ được gia tộc bọn họ bồi dưỡng nhiều năm, ai cũng là cao thủ có tiếng trong cảnh giới thiên vương. Xem ra Hoa Quốc quả thực là không sợ chết. Rose ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt thích thú, cầm một điếu xì gà lên châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Một giây sau khi Tiêu Chính Văn phá cửa xông vào, Long Nguyệt và Long Ngao cũng bước đến. Long Nguyệt lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên người Dương Linh Nhi. Sau đó nhẹ nhàng an ủi, mặc quần áo vào đi, đừng lo, không sao rồi. Nói xong, Long Nguyệt đưa Dương Linh Nhi và Hứa Thiến ra phía sau Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, Dương Linh Nhi nhìn Tiêu Chính Văn với gương mặt đầy cảm kích, cô ta không thể ngờ rằng cuối cùng người đến cứu cô ta lại là vua Bắc Lương. Nhưng Rose trước mặt lại có thân phận không hề tầm thường. Ngay cả Võ Tông Hoa Quốc cũng không dám mạo hiểm ra mặt. Bây giờ vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn lại đích thân tới cứu cô ta, chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Anh Tiêu, người này có lai lịch lớn, nếu chỉ một mình anh, Dương Linh Nhi rõ ràng là đang lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Chính Văn. Bởi vì cường giả ngoài lãnh thổ sắp trở lại, cho nên trong Hoa Quốc cũng đang xảy ra một số thay đổi nhỏ. Dù là vương quyền hay quân quyền cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng trước đây chưa từng có, thậm chí nhiều người của Võ Tông đã không còn quan tâm đến giới chính trị Hoa Quốc nữa. Nếu hành động lần này của Tiêu Chính Văn đắc tội với Võ Tông thì hậu quả sẽ rất khó lường. Yên tâm đi,
tôi đã tới thì sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến hai người đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên vai Dương Linh Nhi. Hừ, mày là cái thá gì? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Rose vừa hút xì gà, vừa liếc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường. Mày nghĩ thằng chó vua Bắc Lương như mày là cái thá gì mà dám coi thường tao hả? Rose vừa nói xong, đám người mặc áo đen xung quanh cười lớn. Dù sao gia tộc của Rose cũng có địa vị đặc biệt ở Mỹ Lục, lại còn có quan hệ với cường giả ngoài lãnh thổ. Bởi vậy, ngay cả người cầm quyền của Mỹ Lục cũng phải nể nang Rose vài phần. Lúc này khí tức của cường giả Thiên Vương lần lượt khóa chặt lấy Tiêu Chính Văn. Chương 2260. Có vẻ như chỉ cần Rose ra lệnh thì Tiêu Chính Văn sẽ tan xác. Dường như cảm nhận được khí tức của những cường giả cảnh giới Thiên Vương xung quanh, Dương Linh Nhi cũng bắt đầu lo lắng. Tao tưởng võ tông của Hoa Quốc các người sẽ đích thân ra mặt, thật không ngờ chỉ cử một đứa tép diêu như mày tới. Rose vừa hút thuốc vừa thờ ơ nói. Tiêu Chính Văn không thèm quan tâm đến hắn, anh chỉ quay đầu lại, bình tĩnh nói với Long Ngao, đưa bọn chúng đến chỗ bọn chúng nên tới đi. Ý tôi là tất cả mọi người. Nghe vậy, đám người Rose sững sờ, sau đó cười phá lên. Long Ngao là Thiên Vương Thiên cấp 4 sao không phải là giả, nhưng bên phía bọn chúng cũng có 4 cao thủ cảnh giới Thiên Vương, đối diện với sự hợp lực quây giết của 4 cao thủ cảnh giới Thiên Vương, một mình Long Ngao sao có thể là đối thủ được đây. Hơn nữa, 4 người bọn chúng ai ai cũng là cao thủ kỳ cựu từng chiến đấu cả trăm trận. Đừng nói là Long Ngao, dù Long Nguyệt có liên thủ với anh ta thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của 4 người này. Hơn nữa, thân phận của Rose hết sức đặc biệt. Dù cho Long Ngao thật sự có thực lực đó thì căn bản cũng không dám đối đầu. Bởi vì võ tông của Hoa Quốc cũng phải cúi đầu trước gia tộc đứng phía sau Rose, dù gì lúc này, đại chiến sắp sửa bùng nổ, võ tông Hoa Quốc cần phải cầu cạnh Mỹ Lục. Và lại, giết nhiều người của gia tộc Rose như vậy chẳng khác gì đang tuyên chiến với gia tộc số 1 Mỹ Lục, hơn nữa còn là thế gia võ thuật số 1. Võ tông Hoa Quốc biết được chuyện này cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người Tiêu Chính Văn. Chỉ là những tiếng cười đùa chế nhạo xung quanh vừa dứt, Long Ngao đã hét lên một tiếng, sau đó cơ thể liền chuyển động, một cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương lập tức bay ra xa. Chỉ cần một đòn đã đánh cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương máu thịt lẫn lộn, tắt thở ngay tại chỗ. Không đợi mấy cao thủ cảnh giới Thiên Vương còn lại kịp hoàn hồn, cú đấm của Long Ngao đã lao tới, mang theo cả tiếng xé rách không khí. Bốp bốp bốp, những tiếng đấm đá nối tiếp nhau vang lên, khiến Rose sợ hãi biến sắc. Ban đầu hắn còn cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ dọa hắn thôi, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay thật, hơn nữa vừa ra tay đã thẳng thừng đoạt mạng. Trong nháy mắt, mấy cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương chịu trách nhiệm bảo vệ cho Rose đã bị giết sạch. Ngay cả đám vệ sĩ vừa hay tin đã xông tới trước cửa cũng đờ đẫn đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng đều hiểu rõ, ở trên thế giới này, có một số người hoàn toàn không sợ vũ khí nóng. Dừng tay! Hoa Quốc mấy người muốn tuyên chiến với gia tộc chúng tôi hay muốn tuyên chiến với Mỹ Lục thế hả? Rose kinh hoàng gào lên. Chương 2261. Lúc này, sợ cũng chẳng có tác dụng gì, hắn chỉ đành nhắc đến gia tộc của mình và Mỹ Lục cường quốc số 1 thế giới để uy hiếp Tiêu Chính Văn. Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn và một giọng nói đầy dứt khoát. Khiêu chiến ư, mấy người bắt cóc người dân Hoa Quốc trên chính mảnh đất của chúng tôi. Là ai cho mấy người lá gan đó? Anh nói linh tinh, tôi chỉ hẹn bọn họ tới trang viên chơi mà thôi. Còn không mau bảo người của anh dừng tay lại ngay cho tôi. Rose kinh sợ nhìn Long Ngao như đang nhìn một sát thần, lớn tiếng gầm lên. Mặc dù thân phận của hắn phơi bày ở đó, nhưng thực lực mới là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất. Trước mắt, mấy cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương mà gia tộc điều động đến bảo vệ cho hắn đã lần lượt mất mạng. Sao Rose lại không hoang mang chứ? Chỉ là hắn vừa dứt lời, một chiếc gạt tàn trên mặt bàn đã đập thẳng vào đầu hắn. Rose bị gạt tàn đập trúng, đầu rách toác, máu chảy lênh láng, vừa ôm lấy vết thương trên đầu vừa lớn tiếng gào lên, các người điên rồi à? Đám lợn Hoa Quốc, lẽ nào các người không sợ chết hả? Từ nhỏ tới lớn, có ai dám động tới hắn đâu? Dù là lãnh đạo cấp cao trong quân đội Mỹ Lục, thấy hắn cũng phải nể mặt vài phần. Trước đây bên phía Âu Lục có một lãnh đạo cấp cao trong quân đội chỉ nói năng lỗ mãng với hắn mà đã bị người của 10 gia tộc lớn ở Âu Lục giết sạch hết cả nhà.
Có thể nói, chỉ cần tiết lộ bối cảnh gia tộc của hắn thì gần như có thể nghênh ngang bước đi ở bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới. Nhưng hôm nay hắn lại bị thuộc hạ của Tiêu Chính Văn dùng gạt tàn ném cho bể đầu chảy máu. Vua Bắc Lương, mong anh suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, người này quả thực không thể đắc tội được đâu. Dương Linh Nhi vội vàng lên tiếng ngăn cản Tiêu Chính Văn. Chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ cô ta không hy vọng nhìn thấy Tiêu Chính Văn vì cứu mình mà trở thành kẻ thù chung của Võ Tông Hoa Quốc, càng không muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn vì chuyện của cô ta mà gây nên rắc rối lớn. Đúng vào lúc này, mấy người đàn ông bước nhanh vào bên trong, người dẫn đầu vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, mong vua Bắc Lương giơ cao đánh khẽ. Trong số mấy người vừa bước vào, ngoại trừ tên cầm đầu là người da trắng thì những người còn lại đều là người Hoa Quốc. Chỉ thấy một ông lão người Hoa Quốc sải bước tiến lên trước, nói với Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, tôi là người của Hằng Sơn. Sau khi biết tin Tiêu Chính Văn đích thân tìm đánh tới tận nơi, ông Chu đã liên hệ với năm đại danh Sơn, lo sợ chuyện này sẽ bị làm ầm lên, ảnh hưởng đến kế hoạch liên minh của Từ Thiên Thuật. Sau khi năm đại danh Sơn bàn bạc mới cử mấy người này tới để khuyên ngăn Tiêu Chính Văn. Người của Hằng Sơn, Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn ông lão, cũng không nói gì nhiều. Vua Bắc Lương, chuyện này không nên xé ra to, theo tôi thấy, chuyện gì cũng nên dĩ hòa vi quý. Ông lão chắp hai tay ra sau lưng, lắc đầu nói. Suy cho cùng, nhiệm vụ của bọn họ là đến đưa Rose đi, còn những chuyện khác thì không liên quan tới họ. Ông nói cái gì, dĩ hòa vi quý ư? Chương 2262. Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn ông lão. Sau đó anh chỉ vào hai người phụ nữ khắp người bầm tím, nói với lão, ông nói thử cho tôi xem, dĩ hòa vi quý kiểu gì. Tiêu Chính Văn vừa lên tiếng đã khiến cho ông lão kia cứng họng. Mãi một lúc sau, lão mới lên tiếng, vua Bắc Lương, tôi nghĩ chắc hẳn cậu cũng biết rõ, ngày diễn ra cuộc đấu sắp tới gần, hơn nữa đây còn đang ở trong trang viên của cậu Rose. Hành động lúc này của cậu chẳng khác gì đang hành hung trên lãnh thổ của người khác. Vậy nên tốt nhất đừng làm lớn chuyện này thêm nữa. Ồ, lãnh thổ của người khác, khắp nơi đều là đất của quân vương, mỗi một tấc đất ở đây đều là của Hoa Quốc. Sao mà qua miệng ông lại biến thành lãnh thổ của người khác rồi? Hơn nữa, ở trên lãnh thổ của Hoa Quốc tự ý bắt cóc người dân Hoa Quốc, đây là hành động gì? Lẽ nào không phải là đang khiêu khích sao? Chuyện này, ông lão bất lực thở dài, nói, dù là như vậy. Tôi cũng hy vọng cậu Tiêu nghĩ cho đại cục, đại cục. Hừ, ngay cả nhân dân của Hoa Quốc cũng chẳng thể bảo vệ, còn muốn đại cục gì nữa. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay, bất luận là ai tới cũng tuyệt đối không thể hòa giải được đâu. Long Ngao, sau một tiếng gầm đầy phẫn nộ của Tiêu Chính Văn, Long Ngao tiến một bước lên trước, chuẩn bị ra tay với Rose. Lúc này, ngay cả ông lão đó cũng sững sờ, lẽ nào Tiêu Chính Văn muốn giết hết những người ở đây sao? Giết người khác thì không sao, nhưng Rose thì tuyệt đối không thể động vào, nếu không chuyện này nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng rất xấu cho liên minh của vùng ngoài lãnh thổ. Mãi đến lúc này, người đàn ông da trắng đứng đầu mới tiến lên trước một bước, ngăn cản với giọng điệu sặc mùi sát khí, vua Bắc Lương, xin chớ vội ra tay. Rose vội vàng nhìn về phía người đứng đầu đó rồi bước nhanh tới trốn sau lưng ông ta, tướng quân công, chỉ cần hôm nay tôi có thể bình an rời khỏi nơi này. Tôi nhất định sẽ không quên ân tình của ông. Người đàn ông tên là Công đó khẽ gật đầu, chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn rồi nói, vua Bắc Lương, mấy người có biết lần này Mỹ Lục chúng tôi đã phái ra 3 hạm đội cực mạnh. Cậu làm cậu chủ Rose bị thương thì không chỉ bên phía cường giả ngoài lãnh thổ sẽ từ chối liên minh với Hoa Quốc mà 3 hạm đội của chúng tôi cũng sẽ khai nòng với vùng biển Hoa Quốc. Hành động của cậu sẽ chỉ khiến cho hai nước trở mặt với nhau mà thôi. Dứt lời, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, đặc biệt là Dương Linh Nhi cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Chính Văn, dù cậu là vua Bắc Lương thì cũng không có cách nào thao túng cục diện ngày hôm nay đâu, tôi tin rằng thiên tử của Hoa Quốc nhất định sẽ không muốn khai chiến với Mỹ Lục chúng tôi. Hơn nữa, cậu Rose chỉ hẹn hai cô gái Hoa Quốc tới vui chơi, vậy đã vi phạm điều khoản pháp luật nào của Hoa Quốc mấy người? Rõ ràng. Công nhắc đến quân lực của Mỹ Lục và chuyện liên minh vùng ngoài lãnh thổ để đe dọa Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn không đáp lời, Công cười khẩy lên tiếng, hừ. Hôm nay tôi phải xem thử ai dám làm gì cậu chủ Rose. Giờ tôi sẽ dẫn cậu chủ Rose rời đi, ai dám ngăn,
Nhưng ông ta vẫn chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đột nhiên giơ tay giáng xuống một bạt tai đau điếng. Chương 2263. Bốp, cùng với tiếng bạt tai vang lên, Công bị đánh ngã nhào xuống đất, lăn ra xa 7, 8 mét. Tôi thật sự muốn xem, khi tôi vẫn chưa đồng ý thì ai dám rời khỏi nơi này nửa bước. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Rose, ánh mắt hệt như đang nhìn một người chết. Công ôm lấy bên má bị đánh biến dạng, bò từ trên mặt đất lên, chỉ vào mũi của Tiêu Chính Văn gào thét, Tiêu Chính Văn. Cậu dám đánh tôi sẽ ra lệnh cho hạm, dầm. Ông ta vẫn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một tia sáng trắng lao thẳng về phía Công nhanh như điện giật. Rắc, sau một tiếng vang rất lớn, Công hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Mấy người Hằng Sơn và Rose trông thấy vậy thì kinh sợ khiếp vía. Rose vừa liên tiếp lùi ra sau vừa chỉ vào Tiêu Chính Văn và nói, Tiêu Chính Văn, nếu mày dám động vào tao thì Hoa Quốc nhất định sẽ, chỉ là hắn vẫn còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lao ra, cắm thẳng vào giữa trán của hắn. Thấy vậy, mấy ông lão Hằng Sơn sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhìn chăm chăm vào xác Rose hồi lâu mới liên tiếp lắc đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán, tự mình lẩm bẩm, xong rồi. Xong hết cả rồi, Tiêu Chính Văn lại chẳng thèm bận tâm, tiện tay cởi áo khoác ngoài trên người khoác cho Hứa Thiến. Long ngao chuyển động, chỉ trong nháy mắt đã giết sạch hết mấy chục tên vệ sĩ mặc đồ đen bên trong biệt thự. Dương Linh Nhi vừa theo Tiêu Chính Văn đi ra bên ngoài vừa lo lắng nói, anh Tiêu, liệu chuyện này có, không sao, bất luận là ai cũng không thể ức hiếp người dân Hoa Quốc trên lãnh thổ của Hoa Quốc, đây là quy tắc. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa Dương Linh Nhi và Hứa Thiến đến trước cửa một chiếc xe thương vụ đang đỗ ngay lối vào. Long Nguyệt tự tay mở cửa xe cho Dương Linh Nhi và Hứa Thiến, hai người mau lên xe đi, những chuyện còn lại không liên quan gì tới mấy người nữa. Sau khi hai cô gái ngồi vào trong xe, Tiêu Chính Văn mới mở cửa ghế lái phụ và ngồi vào trong. Trên đường trở về, nghe mọi người trò chuyện với nhau, Tiêu Chính Văn mới biết cô gái tên Hứa Thiến này cũng là một người khá có địa vị. Nhà họ Hứa là một gia tộc ở ẩn đã tồn tại rất lâu tại Kinh Nam. Ngoài ra cũng là một thế gia võ thuật đã được lưu truyền cả nghìn năm bên trong võ tông. Trận chiến lớn giữa cường giả vùng ngoài lãnh thổ lần này được tổ chức trên vùng đất của nhà họ Hứa, hơn nữa nhà họ Hứa cũng là một trong số các bên đứng ra tổ chức. Dù gì trận đấu lần này cũng được tiến hành trên lãnh thổ Hoa Quốc, mà võ tông lại dốc sức vì giới chính trị, vậy nên mới tìm một số gia tộc ở ẩn lớn để làm bên tổ chức cho buổi thi đấu. Chương 2264. Mặt khác, làm như vậy cũng có lợi, bất luận sân bãi hay là quy tắc lập ra thì đều có thể thiên vị cho Hoa Quốc một chút. Tên Rose đó thật ra đang muốn thông qua tôi và Dương Linh Nhi để uy hiếp bên đứng ra tổ chức của Hoa Quốc, từ đó mở một cánh cửa thật thuận lợi cho cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục. Mãi tới lúc này Hứa Thiến mới nói ra mục đích thật sự của đối phương. Rose thân là thành viên của gia tộc số 1 Mỹ Lục, đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản vì thèm muốn nhan sắc của hai người họ nên mới bắt cóc bọn họ tới trang viên của mình. Bất luận nhà họ Dương hay nhà họ Hứa cũng đều có thể tạo nên tầm ảnh hưởng nhất định với võ tông và giới võ thuật của Hoa Quốc. Đồng thời, ông nội của Dương Linh Nhi còn là một trong số các thành viên quan trọng của Long Các. Anh Tiêu, anh cũng sẽ đến xem buổi thi đấu sao? Hứa Thiến quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, hiếu kỳ hỏi. Có khả năng, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng rất hiếu kỳ với thực lực của cường giả vùng ngoài lãnh thổ, tới lúc đó đến quan sát trận đấu cũng là một lựa chọn không tồi. Một mặt có thể hiểu rõ cách biệt giữa mình và đối phương, mặt khác, Tiêu Chính Văn cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc Từ Thiên Thuật đó là người như thế nào. Anh Tiêu, nếu anh cũng có thời gian tới xem chiến đấu thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Hứa Thiến vừa nói vừa đưa cách thức liên hệ của mình cho Tiêu Chính Văn. Sau khi đưa Dương Linh Nhi và Hứa Thiến về tới nhà họ Dương, Tiêu Chính Văn mới tạm biệt và rời đi. Trong đêm hôm đó, một tin tức động trời đã truyền tới trụ sở chính của Hải quân Mỹ Lục. Cái gì? Rose và Công đều bị giết rồi hả? Bên trong phòng tác chiến, một ông lão tóc trắng nghe thấy tin tức này thì không khỏi chấn động. Mặc dù địa vị của ông ta ở Mỹ Lục rất cao, thế nhưng Rose cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ai mà không biết hắn là người thừa kế tương lai của gia tộc Rosepierre chứ? Cũng chính vì thế, địa vị của Rose ở Mỹ Lục vẫn luôn hết sức đặc thù,
dù là 10 gia tộc lớn của Âu Lục thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Bây giờ, Rose lại chết ở Hoa Quốc, chuyện này chắc chắn sẽ tạo nên cuộc đại chiến giữa hai nước. Nguyên soái là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc đã ra tay giết chết hai người họ. Một phụ tá trầm giọng nói. Hừ, ông lão đấm thẳng lên trên mặt bàn, phẫn nộ nói, người đâu? Sau tiếng hạ lệnh, mười mấy người đàn ông da trắng đeo hàm tướng trên vai bước nhanh vào trong. Chương 2265. Những người này đều là nhân vật lớn nắm giữ một đơn vị hạm đội tàu sân bay, chỉ cần ông ta hạ lệnh một tiếng thì sẽ có mười mấy hạm đội tàu sân bay xông tới bờ biển của Hoa Quốc. Nguyên soái, Tiêu Chính Văn là cường giả ở cảnh giới thiên thần, trước khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về, chuyện này vẫn cần, ông lão khẽ xua tay, sau đó cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng. Cảnh giới thiên thần, hừ, được đấy. Vậy thì tôi phải xem thử vũ khí hạt nhân có tác dụng với cậu ta hay không. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nếu như sử dụng đến vũ khí hạt nhân thì cuộc chiến giữa Mỹ Lục và Hoa Quốc sẽ là một trận chiến diệt quốc không có giới hạn. Nguyên soái, cường giả ở cảnh giới thiên thần chưa chắc đã sợ vũ khí hạt nhân, nhưng nếu như sử dụng tới vũ khí hạt nhân thì e rằng bên phía Hoa Quốc sẽ dồn toàn lực báo thù, tới lúc đó toàn lực báo thù. Lẽ nào chúng ta lại sợ bọn chúng báo thù sao? Đi, chuẩn bị vũ khí hạt nhân. Bất luận thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho cậu Rose. Hơn nữa, dù tương lai có ra sao, Mỹ Lục chúng ta vĩnh viễn không thể bị người khác xem thường. Bất luận cường giả vùng ngoài lãnh thổ có ý kiến thế nào, là cường quốc số một trên thế giới, chúng ta buộc phải tỏ rõ thái độ. Đối diện với khí thế mạnh mẽ của ông lão, mọi người cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành làm theo ý ông ta. Xin phép sĩ quan chỉ huy cao nhất sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với Tiêu Chính Văn. Ở một diễn biến khác, bên phía vùng ngoài lãnh thổ lại cử người tới. Lần này không phải là nhân vật nhỏ bé như Trương Tử Trần, mà người tới là một trong số những cường giả của Hằng Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ Lý Thiên Hóa. Tiêu Chính Văn vừa trở về dinh thự, Độ Thiên Chân Nhân đã bước nhanh tới nói, cậu Tiêu, vùng ngoài lãnh thổ cử người tới rồi, hơn nữa còn đang chờ cậu ở phòng khách. Ồ. Được, dẫn tôi đi gặp, Tiêu Chính Văn nói rồi thư thái bước về phía phòng khách. Lúc này, trong phòng khách, một ông lão tóc trắng như cước đang thưởng trà với vẻ mặt hiền hòa, thoạt nhìn dường như chẳng có ý đối địch. Ông lão thấy Độ Thiên Chân Nhân dẫn một cậu thanh niên bước vào thì quan sát Tiêu Chính Văn mấy lượt rồi mới điềm nhiên hỏi, cậu là vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn à? Tôi là Lý Thiên Hóa, là sư đệ của trưởng giáo Hằng Sơn Lý Thiên Thành, ông lão tự mình giới thiệu. Sư đệ của Lý Thiên Thành, nghe thấy lời này, sắc mặt Độ Thiên Chân Nhân hơi biến đổi. Lý Thiên Thành không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa, ông ta cũng là trưởng giáo danh sơn duy nhất kiêm cả hai giới là vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Chỉ điểm này cũng có thể nhìn ra thực lực của Lý Thiên Thành, mà sư đệ của ông ta thì sao có thể yếu kém chứ? Bỏ đi, bớt phí lời, thiên đạo minh ước nhờ tôi chuyển tới cậu một câu. Lý Thiên Hóa cao ngạo lên tiếng. Chương 2266. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, thiên đạo minh ước cử người chuyển lời tới anh sao? Thấy Tiêu Chính Văn trầm mặc không nói, Lý Thiên Hóa thầm cho rằng Tiêu Chính Văn đã bị bốn chữ thiên đạo minh ước dọa sợ. Dù gì thế lực của thiên đạo minh ước ở vùng ngoài lãnh thổ cũng rất lớn, cũng được gọi là một trong số hai cực của vùng ngoài lãnh thổ. Có thể được thiên đạo minh ước chọn chúng, đối với bất cứ ai mà nói cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phục tùng. Hoặc là chết. Thiên đạo minh ước hy vọng cậu có thể tham gia buổi thi đấu lần này, hơn nữa sẽ tham gia với tư cách là đại biểu của thiên đạo minh ước, đây vừa là lời mời hợp tác vừa là sự cất nhắc đối với cậu. Lý Thiên Hóa nói với giọng điệu chắc nịch. Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thấy vẻ mặt cao ngạo của Lý Thiên Hóa, Tiêu Chính Văn không chút khách khí đáp lời. Cái gì? Lý Thiên Hóa thậm chí còn hoài nghi bản thân nghe nhầm. Quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn một lúc lâu mới bật cười lạnh lùng nói, e rằng cậu vẫn chưa biết tại sao năm đó Ngô Khởi lại bỏ mạng đâu nhỉ. Còn cả Nhạc Phi, rốt cuộc đã chết thế nào, e rằng cậu cũng không biết rõ. Lý Thiên Hóa quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, tôi không thể không thừa nhận, với thực lực thiên thần một sao mà đã có thể giết chết cường giả ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, cậu thực sự vô cùng ưu tú. Thế nhưng so với Nhạc Phi và Ngô Khởi thì cậu vẫn còn kém xa nhiều lắm, năm đó khi bọn họ bị giết đã đạt đến cảnh giới nhân vương đỉnh cao rồi.
Bất cứ người nào dám làm trái lời thiên đạo minh ước thì tên của người đó sẽ bị viết vào bảng bị truy sát. Từ cổ chí kim, không có một người nào có thể trốn chạy được sự truy sát của thiên đạo minh ước. Nghe thấy lời này, sắc mặt Độ Thiên Chân Nhân lập tức biến đổi. Bảng truy sát là một danh sách vô cùng khủng bố. Chỉ cần là người có tên trong bảng thì gần như không một ai có thể may mắn thoát được. Năm đó sư phụ của Độ Thiên Chân Nhân kín tiếng như vậy là bởi vì không muốn bị liệt vào danh sách này. Cụ ta không giống như người khác, bởi vì vốn dĩ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, nếu như thể hiện thực lực quá mức kinh người thì sẽ nhanh chóng bị thiên đạo minh ước nhắm đến. Những người vẫn chưa từng tới vùng ngoài lãnh thổ có lẽ cảm thấy việc bản thân có thể được thiên đạo minh ước nhìn chúng là một chuyện quá tốt, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Người bị thiên đạo minh ước nhắm chúng, hoặc là sẽ trở thành công cụ giết người của thiên đạo minh ước, hoặc là bị thiên đạo minh ước giết chết, cuối cùng đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Ồ, tôi có thể cho rằng ông đang uy hiếp tôi không? Ánh mắt của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên sắc lạnh. Lý Thiên Hóa không chút bận tâm liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù bây giờ ông ta đã có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên cơ thể của Tiêu Chính Văn, thế nhưng lại chẳng để tâm ý nó. Ngược lại còn chậm rãi lên tiếng thêm lần nữa, uy hiếp. Thiên đạo minh ước trước nay đều khinh thường chuyện uy hiếp bất cứ người nào, bởi vì người mà thiên đạo minh ước muốn giết trước giờ đều chẳng có ai thoát được. Chương 2267. Dù là cảnh giới nhân vương, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn thế cũng chẳng một ai có thể thoát được, lẽ nào cậu cảm thấy với thực lực bây giờ của cậu thì có thể sánh ngang với Nhạc Phi và Ngô Khởi rồi hay sao? Nếu như tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không đưa ra một quyết định thiếu lý trí như vậy. Lý Thiên Hóa lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, giống như đang đợi Tiêu Chính Văn thay đổi quyết định. Bởi vì tất cả những gì ông ta đã nói đều là sự thật. Cường giả ở cảnh giới nhân vương đều không thể thoát được. Tiêu Chính Văn bây giờ chỉ ở cảnh giới thiên thần thì càng không có khả năng thoát được sự truy sát của thiên đạo minh ước. Thấy Tiêu Chính Văn suy nghĩ, Lý Thiên Hóa khẽ cười nói, Tiêu Chính Văn, thật ra thiên đạo minh ước đã biết về bí mật trên người cậu lâu rồi, cậu có thể lội ngược dòng thực ra chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì cậu nắm giữ cuốn Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu. Nó giúp cậu có thể sở hữu tầm nhìn rộng hơn, con đường tu hành tốt hơn so với người khác. Thứ hai là bởi vì cậu đã lấy được ba trái tim rồng, có sự hỗ trợ của ba trái tim rồng, cậu mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không, dù cậu có là một thiên tài thì cũng tuyệt đối không thể từ cảnh giới chủ soái đột phá lên cảnh giới thiên thần chỉ trong vòng nửa năm. Nếu như cậu có thể đồng ý gia nhập thiên đạo minh ước, đối với cậu mà nói thì lợi ích là thứ chẳng thể tưởng tượng nổi, chỉ cần thiên đạo minh ước tìm được hai trái tim rồng còn lại thì sẽ có thể dung hợp năm trái tim rồng. Giải được tất cả bí mật của di tích Long tộc. Thật ra đến cấp độ như chúng tôi, mọi người đều hiểu rằng chúng tôi chỉ sống để khiến bản thân trở nên mạnh hơn, một lòng cầu cạnh sự tiến bộ thực chất, chỉ có lấy được trái tim rồng, tiến vào di tích Long tộc mới có thể khiến cho cậu phát triển hơn nữa. Lý Thiên Hóa vừa đưa ra điều kiện mê người vừa híp mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Điều kiện mà ông ta đưa ra quả thực rất hấp dẫn, đổi lại là người khác thì chắc chắn đều sẽ bị nó tác động. Thế nhưng đáng tiếc, người mà ông ta gặp phải lại là Tiêu Chính Văn. Nếu như ông đã hiểu tôi như vậy thì càng nên biết rõ rằng Tiêu Chính Văn tôi là người như thế nào, cả đời này tôi ghét nhất là bị người khác ép buộc. Hơn nữa, tôi với ông không phải những kẻ bước chung trên một con đường. Tiêu Chính Văn tôi không sống để mạnh hơn, mỗi một giây trong cuộc đời của tôi đều sống vì Hoa Quốc, sống vì những người mà tôi hết mực yêu thương. Tiêu Chính Văn chỉ nói hai câu rất đơn giản nhưng đã đáp trả lại mấy lời của Lý Thiên Hóa. Lý Thiên Hóa nghe vậy thì đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, nghe ý của cậu thì chắc là tôi không cần phải nói thêm gì nữa rồi, nếu đã như vậy thì tôi trở về báo cáo đây. Hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì quyết định này. Dứt lời, Lý Thiên Hóa quay người rời đi, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Thấy Lý Thiên Hóa đi khuất. Độ Thiên Chân Nhân nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cậu Tiêu, bảng truy sát hết sức đáng sợ, có thể nói, từ cổ chí kim vẫn chưa ai có thể chạy thoát được sự truy sát của thiên đạo minh ước. Theo tôi thấy, cậu có thể tạm thời đồng ý, sau này lại từ từ nghĩ cách, đây mới là thượng sách. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn Độ Thiên Chân Nhân, nói, ồ, bảng truy sát mà ông ta nhắc đến thật sự lợi hại tới vậy sao? Chương 2268.
Độ Thiên Chân Nhân nghĩ ngợi rồi lên tiếng, lúc sư phụ tôi còn sống đã từng nhắc đến, người khác thì không rõ lắm, nhưng Nhạc Phi quả thực đã chết vì bảng truy sát, còn có Viên Sùng Hoán cũng chết vì bảng này. Có điều, về phần Ngô Khởi thì không nói rõ được, theo lời sư phụ tôi, Thiên Đạo Minh Ước thực sự hùng mạnh là vào sau thời Thịnh Đường, còn trước lúc đó thì Thiên Đạo Minh Ước không hề nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Vậy nên chuyện của Ngô Khởi không dễ phán đoán, nhưng bây giờ những người đắc tội với Thiên Đạo Minh Ước gần như, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, Thiên Đạo Minh Ước xem trọng anh chẳng qua là bởi vì di tích Long Tộc và nơi cất giữ hai trái tim rồng còn lại. Nếu như lấy được hai trái tim rồng thì người đầu tiên Thiên Đạo Minh Ước muốn đối phó chính là Tiêu Chính Văn. Tới lúc đó, năm trái tim rồng đã hội tụ đủ, Tiêu Chính Văn cũng mất đi giá trị lợi dụng. Trừ khử Tiêu Chính Văn ngược lại phù hợp nhất với lợi ích của Thiên Đạo Minh Ước. Vậy nên dù sao cuối cùng cũng sẽ trở mặt thành thù thì cần gì phải cúi mình nghe theo. Sớm muộn cũng phải sống chết một phen thì sao phải cúi đầu trước ông ta. Vả lại, người muốn giết tôi không chỉ có bọn họ, năm đại danh sơn, cường giả các nước, có ai là không muốn dồn tôi vào chỗ chết đâu. Thế nhưng cuối cùng thì người phải chết đều sẽ là bọn chúng. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Độ Thiên Chân Nhân cười gượng, quả thực chiến lực của Tiêu Chính Văn đáng nể như của người trời. Nếu không Độ Thiên Chân Nhân cũng sẽ không một lòng trung thành với Tiêu Chính Văn như vậy. Cậu Tiêu, tôi vẫn còn một chuyện không hiểu, tất cả những người bị Thiên Đạo Minh Ước nhắm đến, không ai không phải là nhân tài kiệt xuất của thời đại, thậm chí có thể tác động tới tình hình của thế giới. Thế nhưng bây giờ cường giả vùng ngoài lãnh thổ đã trở về rồi, tại sao bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho cậu chứ? Đây chính là vấn đề mà Độ Thiên Chân Nhân mãi chẳng thể hiểu nổi. Di tích Long Tộc, đây có thể nói là bí mật lớn nhất trong lịch sử loài người cho tới bây giờ, nếu như mở ra, có thể sẽ đảo ngược mọi nhận thức của con người về lịch sử, hoặc là ngay cả thuyết tiến hóa cũng sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là Hứa Thiến gọi tới, Tiêu Chính Văn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ấn nút bắt máy. Anh Tiêu, tôi đã nhờ gia đình giữ lại cho anh một vị trí quan sát cuộc đấu tốt nhất, nếu anh có thời gian thì có thể tới Long Kinh bất cứ lúc nào. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong như tiếng chuông của Hứa Thiến. Nếu như không có sự trợ giúp của Tiêu Chính Văn, bây giờ có thể cô ấy còn chẳng rõ sống chết ra sao. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, được. Tôi thu xếp chuyện trong nhà xong xuôi sẽ tới Long Kinh luôn. Những ngày sau đó, Tiêu Chính Văn ở nhà cùng vợ con, hơn nữa còn đãi mấy bàn tiệc ở dinh thự để mừng 100 ngày tuổi cho con trai của mình. Con trai của anh được đặt tên là Tiêu Chấn Thiên, biệt danh là Thiên Thiên. Chương 2269. Đồng thời, theo thông lệ tên của con trai anh sẽ được viết vào gia phổ. Khương Vi Nhan ôm lấy Thiên Thiên vừa tròn 100 ngày tuổi. Vẻ mặt tràn đầy niềm vui. Thật ra từ trước đến nay, cô vẫn luôn ấp ủ trong lòng việc sinh con nối dõi cho nhà họ Tiêu. Bây giờ thì ổn rồi, tên của con trai đã được thêm vào gia phổ, hòn đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng có thể buông xuống. Sau đó, Tiêu Chính Văn lại ra lệnh cho Long Nguyệt và Long Ngao chuẩn bị kỹ càng, phải luôn theo dõi mọi hành tung của các cường giả ngoài lãnh thổ và các phái đoàn từ các quốc gia đến xem trận chiến. Cho dù là giới chính trị hay võ tông Hoa Quốc cũng đều rất coi trọng cuộc đấu lần này giữa các cường giả ngoài lãnh thổ. Dù sao lần này, các cường giả ngoài lãnh thổ của các nước đều tập trung gần Long Kinh. Hơn nữa, nhìn bề ngoài đều thân thiện với Hoa Quốc, nhưng trên thực tế lại đang ngầm nổi lên một thế lực lớn phía sau. Tiêu Chính Văn dẫn theo Độ Thiên Chân Nhân cùng đến Long Kinh, chuyện trong nhà để lại cho Long Nguyệt trông coi, sắp xếp như vậy cũng là để đề phòng bất trắc. Mấy ngày trước, Độ Thiên Chân Nhân đã đột phá trở thành cường giả cảnh giới thiên thần, khi đến Long Kinh, lỡ như có sự cố phát sinh, Độ Thiên Chân Nhân cũng có thể hỗ trợ cho Tiêu Chính Văn. Khi đến Trần Gia Phố, một thị trấn không nổi tiếng trước đây cách Long Kinh 40 cây số, lúc này đã chật cứng người. Xung quanh cách mỗi 5 bước có một trạm canh giữ, cách mỗi 3 bước lại có một trạm gác, tất cả đều là những hộ vệ và vệ sĩ của các cường giả các nước, cùng với nhân viên tuần tra được Võ Tông Hoa Quốc phái đến. Mặc dù những người này không phải là quân chính quy, nhưng so về sức chiến đấu thì quân chính quy còn lâu mới có thể so sánh được. Thậm chí Tiêu Chính Văn cũng đã từng thấy cường giả cảnh giới thiên vương một sao trong đội nhân viên tuần tra. Ngày xưa, cường giả cảnh giới thiên vương là người trấn áp cả nước,
còn bây giờ lại chỉ thể trở thành nhân viên tuần tra, đúng là thế sự khó lường. Từ khía cạnh của sự việc cho thấy, những cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về lần này, ai cũng là người gây chấn động đương thời. Hơn nữa, để tiếp đón các cường giả của các nước, các nhà hàng và khách sạn với những phong cách khác nhau đã sớm được xây xong trong thị trấn, thậm chí cả sòng bạc cũng có đầy đủ. Trong toàn bộ thị trấn, có thể thấy đủ các loại xe sang trọng với giá ngất ngưởng ở bất cứ nơi đâu, hơn nữa có rất nhiều các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia khác nhau đều tập trung đông đúc tại đây. Những nhân vật quan trọng của năm đại danh sơn và võ tông Hoa Quốc đều xuất hiện ở thị trấn nhỏ vô danh này. Tiêu Chính Văn vừa đi tới cổng thị trấn, Hứa Thiến đã nhanh chóng ra tiếp đón. Anh Tiêu, dọc đường đi anh vất vả rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó trước nhé. Hứa Thiến vừa nói, vừa kéo Tiêu Chính Văn vào một nhà hàng Tây bên cạnh. Hứa Thiến vừa đi vào trong, vừa giới thiệu với Tiêu Chính Văn, nhà họ Hứa chúng tôi vẫn là gia tộc lớn ở gần đây. Cuộc đấu lần này, nhà họ Hứa chúng tôi lại là một trong những người tổ chức, cho nên mọi thứ trong thị trấn đều do họ Hứa chúng tôi làm chủ. Cho dù là ai cũng phải nể mặt nhà họ Hứa khi đến Trần Gia Phố. Chương 2270. Hơn nữa, cụ tổ nhà họ Hứa còn đích thân ra tay bố trí trận pháp xung quanh, chỉ cần có người dám gây rối, thì những trận pháp này nhất định sẽ khiến cho người đó có đi mà không có về. Hứa Thiến vừa nói, vừa chỉ về phía xa. Tiêu Chính Văn cũng ngước đầu lên nhìn. Quả nhiên, toàn bộ thị trấn gần như liên kết thành một thể với những dãy núi xung quanh. Những tòa tháp cao trên núi và những tòa nhà trong thị trấn vừa vặn tạo thành một trận pháp lớn trong dãy núi thích hợp với phòng thủ và tấn công. Xem ra người này cũng khá giỏi về mặt hình thành trận pháp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, trận pháp này đúng là có thể ngăn cản hậu quả của những cường giả cảnh giới thiên thần ra tay, nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến những người dân gần đó. Anh Tiêu, thật ra nhà họ Hứa chúng tôi là người kế thừa Lỗ Ban Thư, hơn nữa, từ đời Tần đến nay, chỉ có nhà chúng tôi mới được công du ban truyền lại và kế thừa. Hứa Thiến nói với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tiêu Chính Văn cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Khi nhắc đến công du ban, hầu như ai cũng biết rằng đó là người sáng lập trận pháp thật sự từ thời Tần đến nay. Trận pháp của đời sau có rất nhiều, cũng đều có nguồn gốc từ Lỗ Ban Thư của Công Du Ban. Có điều, sau nhiều cuộc chiến thăng trầm của Hoa Quốc, tính thừa kế của Công Du Ban đã bị phai nhạt khỏi Hoa Quốc. Thậm chí vẫn có người cho rằng Công Du Ban đã bị thất truyền từ lâu. Không ngờ nhà họ Hứa lại là hậu duệ của Công Du Ban. Tiểu Thiến, đúng lúc này, một giọng nói già nua, lạnh lùng cắt ngang lời nói của Hứa Thiến. Hứa Thiến vội vàng tìm kiếm giọng nói được phát ra, chỉ thấy một ông lão tóc trắng đang đẩy cửa đi vào nhà hàng. Ông nội, sao lại là ông? Người này chính là ân nhân cứu mạng của cháu, vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, anh Tiêu. Hứa Thiến giới thiệu với ông lão. Ông lão nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ gật đầu. Chỉ có điều, ba từ, vua Bắc Lương, nếu vào một năm trước có lẽ sẽ rất đáng giá. Nếu như lúc đó ông lão nhìn thấy Tiêu Chính Văn cũng phải khom người cúi lạy. Tuy nhiên, lần này thì khác. Hôm nay, đừng nói là vua Bắc Lương, cho dù là thiên tử cũng không đáng nhắc đến. Vì vậy, ông lão chỉ khẽ gật đầu với Tiêu Chính Văn nhưng lại không hành lễ. Cậu Tiêu, Tiểu Thiến không hiểu chuyện, trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, nhưng cậu cũng đừng tin. Ông lão chậm rãi mở miệng nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng ngẩng đầu lên. Đánh giá ông lão. Chỉ thấy ông lão râu tóc bạc phơ, trên người mặc một bộ áo dài màu trắng, nhìn từ xa thật sự bất phàm. Hơn nữa thực lực cũng tầm cỡ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, lại thêm việc tinh thông trận pháp, miễn cưỡng có thể xem là cao thủ cảnh giới thiên vương đỉnh cao. Chương 2271. Tôi là Hứa Thiên Chí, rất cảm ơn cậu Tiêu trước đây đã ra tay cứu giúp. Sau khi ông lão ngồi xuống mới chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Mặc dù miệng ông lão nói lời cảm ơn, nhưng vẻ mặt lại hơi kiêu căng. Suy cho cùng những lời vừa rồi của Hứa Thiến cũng không phải là lời trẻ con, nhà họ Hứa quả thật là hậu duệ duy nhất của Công Du Ban. Ngày nay chỉ có một số ít người có thể được gọi là cao thủ võ thuật ở Hoa Quốc, hơn nữa tinh thông trận pháp lại có một gia tộc được kế thừa trận pháp hoàn chỉnh, gần như đã rất hiếm hoi. Cho dù là các cao nhân của một số danh sơn cũng phải nhún nhường vài phần trước nhà họ Hứa.
Ngoài nhà họ Trương thì gần như không ai có thể lay động được địa vị của nhà họ Hứa trong lòng năm đại danh sơn. Vì vậy, trong mắt Hứa Thiên Chí, Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương vốn không đáng một xu. Điều quan trọng nhất là lần này cụ ta rất được tôn sùng khi ngay cả Từ Thiên Thuật cũng phải đích thân phái người mời cụ ta xuống núi. Từ Thiên Thuật đã cầu xin người khác bao giờ? Ít nhất ở Trần Gia Phố, có rất nhiều nhân vật lớn cũng phải nể mặt cụ ta, thậm chí ngay cả ông La của Hoa Sơn cũng đã đích thân gặp cụ ta. Ông khách sáo rồi, những việc này cũng là việc tôi nên làm. Tiêu Chính Văn cười nhẹ, cũng không nói nhiều. Sau đó, mọi người nói xã giao vài câu, Hứa Thiên Chí định đứng dậy rời đi. Hôm nay cụ ta đích thân đến đây chẳng qua chỉ muốốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Còn muốn cụ ta ăn cơm với Tiêu Chính Văn, thì e rằng Tiêu Chính Văn vẫn chưa có tư cách. Lần này, không những các cường giả ngoài lãnh thổ trở về mà còn có người nhà họ Trương của Thiên Sơn và người thân của Từ Thiên Thuật cũng đã đến đây. Xét về thân phận, ngẫu nhiên chọn một người trong số họ cũng cao hơn Tiêu Chính Văn mấy bậc, sao cụ ta có thể ở lại dùng bữa chung bàn với vua Bắc Lương đã, lỗi thời, được chứ? Nếu không phải bởi vì Tiêu Chính Văn có ơn cứu mạng Hứa Thiến thì cụ ta thậm chí cũng sẽ không gặp mặt Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, bây giờ không còn được như xưa nữa, toàn bộ thị trấn này đã tề tựu đông đủ những nhân vật lớn của các nước, hơn nữa không ít người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về và những người thân của các cường giả ngoài lãnh thổ, vì vậy tuyệt đối đừng gây rắc rối ở đây. Nếu không, cho dù là tôi cũng khó bảo vệ cho cậu một cách chu toàn. Trước khi đi, Hứa Thiên Chí để lại lời nhắn với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kiêu ngạo. Ông nội, anh Tiêu, Hứa Thiến nghe những lời này cũng hơi sốt ruột, vội vàng đứng dậy muốn giải thích vài câu lại bị Hứa Thiên Chí ngắt lời. Tiểu Thiến, lát nữa cháu tiếp đãi cậu Tiêu giúp ông, sắp xếp cho cậu Tiêu qua đêm ở nhà trọ bên Trấn Tây, ông còn có việc quan trọng cần phải làm. Nghe thấy Hứa Thiên Chí nói xong, Hứa Thiến không khỏi ngơ ngác. Trong thị trấn rõ ràng có khách sạn 5 sao. Nhưng lại bắt Tiêu Chính Văn sống trong một nhà trọ nghèo nàn rách nát. Ông nội, trong khách sạn có nhiều phòng trống như thế, tại sao, không có lý do gì, phòng bên kia đã được đặt hết rồi. Hứa Thiên Chí lạnh lùng nói. Cái gì, 1.000 căn phòng đều đã được đặt hết rồi ư. Hứa Thiên Chí hất tay áo đi ra ngoài, Hứa Thiến cũng vội vàng đuổi theo sau. Chương 2272. Không đợi Hứa Thiên Chí đi xa, Hứa Thiến đã đuổi theo. Gấp gáp hỏi, ông nội, dù gì anh Tiêu cũng là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, không thể để cho anh Tiêu sống trong một căn nhà trọ sơ sài như vậy được. Hả, Hứa Thiên Chí quay đầu nhìn Hứa Thiến, nói, nhà trọ thì làm sao? Cháu nghĩ rằng mấy khách sạn cao cấp kia chuẩn bị cho ai? Đó đều là nơi ở chuẩn bị cho cường giả ngoài lãnh thổ và họ hàng thân thích của năm đại danh sơn. Hơn nữa, không để cho Tiêu Chính Văn ở lều bạt đã là rất nể mặt cậu ta rồi. Cháu không thấy nguyên soái lục quân bên phía Âu Lục cũng chỉ có thể ở nhà trọ đó sao? Sao mọi người không ai oán thán câu nào? Hứa Thiên Chí lên tiếng nói với vẻ cực kỳ không vui. Ông nội, anh Tiêu cũng là cường giả ở cảnh giới thiên thần, hơn nữa trước đây còn giết chết 4 cường giả ở cảnh giới thiên thần của Âu Lục, chỉ dựa vào chiến lực này thôi cũng đủ để thấy anh ấy không nên ở trong nhà trọ rồi. Hứa Thiến cãi lý. Tiểu Thiến, cháu không biết đó thôi. Tiêu Chính Văn đạt tới cảnh giới thiên thần không phải là giả, nếu là trước đây khi cường giả ngoài lãnh thổ chưa trở về, hay thỏa thuận quy định cường giả ở cảnh giới thiên thần không được nhập thế chưa được hủy bỏ thì thân phận của cậu ta quả thực vô cùng tôn quý. Thế nhưng ở trước mặt cường giả ngoài lãnh thổ thì một cường giả ở cảnh giới thiên thần một sao căn bản chẳng đáng để bận tâm. Hơn nữa, cậu ta mới có bao nhiêu tuổi? Mới có hơn 20 tuổi đầu, cảnh giới thiên thần không có giống với cảnh giới thiên vương. Đạt tới cảnh giới thiên thần, muốn nhích lên một chút thôi cũng khó như lên trời, mà trước đây Tiêu Chính Văn bất kính với năm đại danh sơn, con đường tương lai của cậu ta về căn bản đã bị chặt đứt rồi, loại người này không cần thiết phải quan tâm quá mức làm gì. Ngược lại còn phải vạch rõ giới hạn, tránh cho việc rước họa vào thân, hơn nữa, ông vô cùng hoài nghi về động cơ Tiêu Chính Văn cứu cháu, nếu như cậu ta muốn nhân cơ hội này dựa hơi nhà họ Hứa chúng ta thì cậu ta đi sai nước cờ rồi. Được rồi. Cháu mau về đi, ông còn phải đi đón thiên tài nhà họ Trương Trương Lăng Phong và con trai của tiền bối Từ Từ Vĩnh Hạo nữa, không có thì giờ để đứng đây lãng phí với cháu đâu. Nhớ kỹ, ăn cơm xong thì dẫn cậu ta tới nhà trọ ngoan ngoãn chờ ở đó, tuyệt đối đừng ra ngoài đi linh tinh,
lỡ như đắc tội với người nào mà cậu ta không động tới được thì nhà họ Hứa sẽ không ra mặt vì cậu ta đâu. Hứa Thiên Chí lạnh lùng nói. Theo cụ ta thấy thì đón tiếp thiên tài nhà họ Trương vẫn cấp bách hơn. Nghe nói Trương Lăng Phong và Từ Vĩnh Hạo đều là thiên tài trăm năm mới gặp một lần, tiền đồ tương lai không thể dự đoán trước được. Chỉ có những người như vậy mới xứng để Hứa Thiên Chí chủ động tạo dựng quan hệ, còn về Tiêu Chính Văn thì chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, căn bản chẳng đáng là gì trong mắt cụ ta. Nhìn theo bóng lưng đi xa của Hứa Thiên Chí, Hứa Thiên chỉ biết thở dài bất lực. Quay người trở vào trong nhà hàng, cô ấy nói với vẻ mặt ngượng ngùng, anh Tiêu, ông nội tôi ông ấy, dù gì Tiêu Chính Văn cũng có ơn từng cứu mạng cô ấy, mà nơi này vốn dĩ nhà họ Hứa bọn họ có tiếng nói nhất, kết quả lại tiếp đãi Tiêu Chính Văn như vậy, trong lòng Hứa Thiên thật sự thấy không thoải mái. Tiêu Chính Văn chẳng bận tâm, chỉ khẽ cười gật đầu rồi nói, không sao hết, chỉ là chỗ ở mà thôi, ở đâu cũng giống nhau. Nói xong, anh quay đầu liếc nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Nếu như không phải có Tiêu Chính Văn ở đây, Độ Thiên Chân Nhân đã cho Hứa Thiên Chí một trận ra trò rồi. Chương 2273. Có mấy lần Độ Thiên Chân Nhân đã suýt ra tay, chỉ là Tiêu Chính Văn vẫn luôn dùng ánh mắt ra hiệu cho cụ ấy đừng kích động nên cụ ấy mới cố gắng nén lửa giận trong lòng xuống. Mà ở một bên khác, Từ Vĩnh Hạo và Trương Lăng Phong cũng nghênh ngang tiến vào Trần Gia Phố. Vừa tới trước cửa, Hứa Thiên Chí đã cúi đầu khom người đích thân ra đón tiếp. Loại thái độ cung kính đó rõ ràng như thể đang tiếp đón bề trên. Mặc dù nói mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng rõ ràng hai người Trương Lăng Phong và Từ Vĩnh Hạo đều khác xa so với lúc ở Âu Lục. Hơn nữa, Trương Lăng Phong còn đột phá lên cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi. Đây đương nhiên không phải do Trương Lăng Phong có tư chất hơn người mà là bên phía cường giả ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương có được một loại đan dược rất tốt nên mới có thể giúp cho Trương Lăng Phong liên tiếp đột phá cảnh giới. Mà cảnh giới của Từ Vĩnh Hạo lúc này cũng chỉ còn cách cảnh giới thiên thần một bước. Trên mặt hai người ngập tràn vẻ đắc ý, chắp hai tay ra sau lưng, chỉ trỏ trỏ với Hứa Thiên Chí, điệu bộ như đang chỉ điểm cả Giang Sơn. Hứa Thiên Chí không hề cảm thấy có điểm nào không thỏa đáng. Dù gì lai lịch của hai người họ cũng rất khủng bố. Một người là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, người còn lại là con trai ruột của Từ Thiên Thuật. Hai cậu thanh niên, mời vào trong. Hứa Thiên Chí không chỉ đích thân ra đón hai người mà còn chuẩn bị tiệc rượu rất long trọng để họ lấy lại sức sau chặng đường xa xôi. Trong phòng ăn, Hứa Thiên Chí còn chủ động đứng dậy rót rượu gắp thức ăn cho hai người, vô cùng bận rộn. Đúng rồi. Nghe nói tiền bối nhà họ Trương cũng sẽ tới tham gia buổi thi đấu lần này. Hứa Thiên Chí vừa gắp thức ăn cho Trương Lăng Phong vừa cẩn thận dò hỏi. Trương Lăng Phong đắc ý cười nói, đó là chuyện đương nhiên, nhà họ Trương chúng tôi cũng xem như có chút tiếng tăm ở vùng ngoài lãnh thổ, lần này cụ tổ Trương Thế Phong sẽ tới tham gia buổi thi đấu. Nghe thấy cái tên Trương Thế Phong, mặt Hứa Thiên Chí lập tức đờ đẫn. Cái tên Trương Thế Phong này không được biết đến nhiều ở trong giới thế tục. Thế nhưng cường giả ngoài lãnh thổ và cả năm đại danh Sơn lại nghe nhiều thành quen. Người này chính là tổ sư đời thứ 7 của Thiên Sư Đạo, cũng chính là học trò đời thứ 7 của Trương Thiên Sư. Chỉ là cái tên cũng đủ để dọa người. Lẽ nào chính là Trương Thế Phong người duy nhất kế thừa Thiên Sư Đạo đó sao? Hứa Thiên Chí kinh ngạc lên tiếng. Không sai, chính là cụ tổ. Trương Lăng Phong thấy Hứa Thiên Chí kính sợ Trương Thế Phong như vậy thì trên mặt càng thêm đắc ý. Ừ, nếu như tiền bối Trương đến, tôi tin rằng lần này nhất định sẽ nắm chắc phần thắng, nếu không phải năm đó tiền bối Trương âm thầm đến vùng ngoài lãnh thổ thì làm gì có chuyện thiên tử đời sau lên thống trị được Hoa Quốc. Thật không ngờ trận thi đấu lần này, ngay cả cụ ấy cũng trở về giới thế tục. Mặt Hứa Thiên Chí ngập tràn vẻ kinh ngạc. Chương 2274. Từ Vĩnh Hạo cười nói, hừ, lần này Hoa Quốc chúng ta nhất định sẽ thắng lớn, hơn nữa ai cũng biết. Người có thể đánh thắng, không những có thể được biểu dương tên tuổi mà còn có thể kế thừa sự trợ giúp của quốc vận Hoa Quốc. Ngày tháng bình yên của tên Tiêu Chính Văn kia sắp kết thúc rồi, ngày mà buổi thi đấu kết thúc cũng chính là lúc hắn phải giao nộp tim rồng và chịu chết. Nói tới đây, trong mắt Từ Vĩnh Hạo lóe lên tia sáng sắc lẹm. Từ nhỏ tới lớn, ai dám bảo gã quỳ xuống. Thế nhưng ở Âu Lục, Tiêu Chính Văn lại ép gã quỳ xuống dập đầu. Mỗi lần nghĩ lại sự sỉ nhục đó,
Từ Vĩnh Hạo lại căm hận tới mức chân răng ngứa ngáy. Nghe thấy Từ Vĩnh Hạo cũng nhắc đến Tiêu Chính Văn, hơn nữa trong dáng vẻ còn mang theo cả nỗi hận, Hứa Thiên Chí mừng thầm trong lòng, bản thân cụ ta đã có một quyết định quá là sáng suốt. Ở một diễn biến khác, sau khi mấy người Tiêu Chính Văn ăn cơm trưa, Hứa Thiến dẫn Tiêu Chính Văn đi dạo xung quanh thị trấn. Nếu như là thị trấn nhỏ khi trước thì thật sự chẳng có điểm gì hơn người, nhưng giờ đã khác, nhân vật lớn của các nước đều đồng loạt tới đây, điều này cũng thu hút không ít diễn viên, ngôi sao nổi tiếng và một số đoàn tạp kỹ nổi tiếng quốc tế. Hơn thế, trên quãng đường này, Tiêu Chính Văn đã gặp được không ít gương mặt thân quen. Trong số đó vừa có người bên quân đội vừa có giới võ thuật, còn có cả 10 gia tộc lớn của Âu Lục. Tóm lại, những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy một phương trên toàn thế giới gần như đều tụ họp tại nơi này. Mấy người đang tiến lên phía trước theo dòng người. Lúc này, một cậu thanh niên da trắng mặc vest nhãn hiệu nổi tiếng vô tình nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì vội vàng tiến về phía anh. Anh Tiêu, anh cũng ở đây sao, có thể gặp được anh đúng là may mắn quá. Người đến chính là Fion, hắn cũng đi theo người lớn trong gia tộc tới xem cuộc đấu. Nhưng lại không ngờ có thể gặp được Tiêu Chính Văn ở đây. Từ sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Âu Lục, trong lòng Fion vẫn luôn rất buồn bực. Nếu như không phải gia tộc Canter phản bội lại Tiêu Chính Văn vào phút chót thì e rằng bây giờ hắn đã đến Hoa Quốc cùng Tiêu Chính Văn. Có thể đi theo Tiêu Chính Văn, với Fion mà nói là vinh hạnh cả đời này. Ừ, anh cũng đến đây sao? Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Fion, khẽ gật đầu nói. Tiêu Chính Văn không hề có ý đối đầu với Fion. Hơn nữa, lúc còn ở Âu Lục, Fion cũng đã giúp đỡ Tiêu Chính Văn không ít. Anh Tiêu, thật ra hồi còn ở Âu Lục, tôi vẫn luôn muốn nói với anh có thể để cho tôi đi theo anh hay không. Dù cho chỉ làm một tên sai vặt cũng được, Fion kích động nói. Tiêu Chính Văn và Fion đang trò chuyện với nhau, lúc này, Hứa Thiên Chí cũng dẫn theo Trương Lăng Phong và Từ Vĩnh Hạo vừa ăn uống no say cùng tiến về phía khách sạn. Kết quả lúc đi tới ngã tư lại phát hiện ra Tiêu Chính Văn lại đang nói chuyện với một người đến từ 10 gia tộc lớn của Âu Lục, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ không vui. Chương 2275. Hứa Thiên Chí lập tức nhận ra Fion. Fion là người của gia tộc Canter, một trong 10 gia tộc lớn ở Âu Lục, là thế hệ trẻ tiềm năng nhất. Với sự trở lại của các cường giả ngoài lãnh thổ, gia tộc Canter cũng được hai vị cường giả trấn giữ. Còn Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Nếu không có tên tuổi vua Bắc Lương thì anh cũng chỉ là một người đạt cảnh giới thiên thần một sao mà thôi, anh xứng được nói chuyện với thanh niên trẻ tiềm năng nhất trong số 10 gia tộc lớn ở Âu Lục sao? Nhớ đâu chọc giận đối phương, Tiêu Chính Văn sống chết như thế nào đều không quan trọng, nhưng cháu gái của cụ ta bị liên lụy thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thiên Chí bước nhanh tới, kéo Hứa Thiến qua bên cạnh rồi nói, Tiểu Thiến, ông đã nói với cháu. Sau khi ăn cơm xong thì đưa cậu Tiêu về nghỉ ngơi, đặc biệt là không được chạy loạn trên đường cơ mà. Ông nội, đây là bạn cũ của anh Tiêu, chủ động bước đến chào hỏi anh Tiêu, dù sao chúng cháu cũng không thể vô lễ được. Hứa Thiến nhìn Hứa Thiên Chí, ấm ức nói. Mỗi người ở đây đều có lai lịch lớn, nhỡ đâu xảy ra mâu thuẫn, ai có thể đến bảo vệ an toàn cho các cháu. Hơn nữa, người ta có thân phận gì? Là thế hệ trẻ có tiềm lực nhất của 10 gia tộc lớn ở Âu Lục đấy. Nếu như không phải cậu ta đi tới nịnh hót thì người ta sẽ để ý đến vua Bắc Lương là cậu ta sao? Chủ động chào hỏi với cậu ta ư? Hừ, nghe lời ông, nhanh chóng đưa cậu ta trở về, đừng để cậu ta chạy lung tung. Nếu xảy ra chuyện, nhà họ Hứa chúng ta không có nghĩa vụ phải cứu cậu ta. Hứa Thiên Chí lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lại nhìn mấy người ở phía xa, khẽ nhíu mày. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi nói chuyện với Fion một lúc, Tiêu Chính Văn và Hứa Thiến mới cùng nhau trở về nhà trọ mà nhà họ Hứa đã thu xếp cho anh. Chỉ là, đêm vừa đến, bỗng nhiên có một tiếng động lớn như long trời lở đất vang lên. Ngay sau đó, rất nhiều tia sáng mờ ảo chiếu thẳng qua cửa sổ, rọi vào phòng. Nhiều bóng người bay vút qua, thông qua cửa sổ, Tiêu Chính Văn nhìn thấy hơn chục người nằm trong vũng máu. Đúng lúc ấy, Hứa Thiến vội vàng gõ cửa phòng Tiêu Chính Văn, ân cần hỏi, anh Tiêu, anh không sao chứ? Dù thế nào cũng đừng đi ra ngoài. Hả, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, đi ra mở cửa phòng, nói với Hứa Thiến đang rất căng thẳng, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Thấy Tiêu Chính Văn không sao,
Lúc này Hứa Thiến mới thở phào nhẹ nhõm nói, tôi nghe nói, có một cường giả Phi Lục bị giết, lúc nãy, có mười mấy cường giả nước Hiền Hà đã bị giết chỉ trong một chiêu. Cái gì, nghe thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Tuy xưa nay giữa các nước vẫn có sự thù địch nhưng không đến mức phải ra tay ở đây. Chẳng lẽ là, đúng lúc này, có vài thi thể bay vút lên trời cao rồi rơi xuống khoảng đất trống cách phòng của Tiêu Chính Văn không xa. Chương 2276. Thực lực của những người bị giết đều ở cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, mà đối phương lại ra tay quả quyết như thế, gần như giết hết bọn họ trong phút chốc. Điều này chứng tỏ đối phương ít nhất cũng là cường giả cảnh giới thiên thần. Nghĩ đến đó, lông mày của Tiêu Chính Văn khẽ giật, nói với Hứa Thiến, ông nội cô ở đâu? Ông nội tôi vừa nhận được tin tức, đang gấp rút dẫn người đến, dù sao 3 ngày nữa nơi này cũng là võ đài, không thể tùy tiện giết người, dù thù hận thế nào cũng phải đợi đến khi trận đấu kết thúc. Hứa Thiến lo lắng nói. Tiêu Chính Văn khẽ thở dài, đối phương đã giết rất nhiều cường giả cảnh giới thiên thần, với thực lực của Hứa Thiên Chí thì căn bản không phải là đối thủ. Đến đây cũng chỉ chịu chết một cách vô ích, bây giờ, cô lập tức đi tìm ông nội của cô, bảo ông ta nhanh chóng tìm một chỗ trốn an toàn, chuyện tối hôm nay không phải chuyện mà ông ta có thể can thiệp. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thiến hơi hoài nghi nhìn Tiêu Chính Văn, dù sao ông nội cô ấy cũng là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Hơn nữa còn sắp đạt đến cảnh giới thiên thần, sao lại không có tư cách can thiệp vào chuyện xảy ra tối nay chứ? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tiêu Chính Văn, cô ấy đành bỏ qua sự hoài nghi trong lòng, vội bước ra ngoài. Vào lúc này, trên con đường cách khu nhà trọ không xa, Từ Vĩnh Hạo và Trương Lăng Phong đang ăn vặt. Vốn dĩ, bọn họ định ăn xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ cho rằng nơi mình ở rất an toàn, tuyệt đối không có ai dám ra tay với bọn họ. Dù sao Từ Vĩnh Hạo cũng là con trai của cường giả ngoài lãnh thổ, ít nhất mọi người cũng sẽ giữ thể diện cho nhau. Nhưng không ngờ, trước khi cuộc đấu chính thức bắt đầu lại xảy ra vụ thảm sát. Khi Từ Vĩnh Hạo và Trương Lăng Phong ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này thì một luồng khí tức xông tới tấn công hai người bọn họ. Từ Vĩnh Hạo còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng khí tức đánh đến mức máu văng tung tóe. Trương Lăng Phong sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng cầu xin, đừng giết tôi. Tôi chỉ là một tên phế vật vô dụng, tôi chỉ tới đây hóng hớt thôi. Tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh, xin anh, tha cho tôi. Thực tế mà nói, thực lực của Trương Lăng Phong và Từ Vĩnh Hạo tăng lên đều nhờ vào loại đan dược đặc biệt, vốn dĩ chưa từng trải qua quá trình chiến đấu. Còn đối phương chỉ dùng một luồng khí tức đã có thể khiến Từ Vĩnh Hạo sống dở chết dở, có thể thấy hắn ít nhất là cao thủ cảnh giới thiên thần. Đối mặt với sát thủ cao hơn mình một cảnh giới, Trương Lăng Phong lập tức đái cả ra quần. Đừng nói là chống trả, thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bù, cùng với tiếng gió thổi qua, một người mặc đồ đen che kín mặt từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Lăng Phong. Lạnh lùng nói, trên người mày có tuyệt kỹ trận pháp lấy từ trong tòa trận pháp phải không? Chương 2277. Cả người Trương Lăng Phong run cầm cập vì sợ hãi, ngồi co ro thành một đống, lúc này, ngoại trừ ý nghĩ bảo vệ tính mạng ra, hắn không còn nghĩ đến thứ gì khác. Đâu còn quan tâm nhiều đến vậy, tương lai của Võ Tông Hoa Quốc cũng không liên quan đến hắn. Không chờ đối phương hỏi lại lần thứ hai. Trương Lăng Phong đã lấy mấy cuốn tuyệt kỹ trận pháp được viết bởi các loại văn tự từ trong ngực ra, đưa cho đối phương. Rõ ràng đối phương đến vì muốn cướp trận pháp, chỉ cần giao ra thì hắn có thể giữ được mạng. Dừng tay, rầm, một luồng ánh sáng bạc lóe lên, các tòa nhà xung quanh khẽ lay chuyển. Đúng lúc này, Hứa Thiên Chí cầm kiếm đuổi tới. Toàn bộ Trần gia phố đều được bao trùm bởi trận pháp, Hứa Thiên Chí khởi động trận pháp ngay lập tức. Một luồng sáng đáng sợ lóe lên từ phía đông, cả Trần gia phố sáng như ban ngày. Với sự xuất hiện bất ngờ của màn sáng, hàng ngàn luồng sát khí bao vây lấy người mặc đồ đen trong nháy mắt. Khuôn mặt tên áo đen không khỏi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Chí. Nhưng dù sao đối phương cũng là cường giả cảnh giới thiên thần, chỉ dựa vào chút lực tác động bên ngoài hoặc trận pháp thì căn bản không thể bao vây được hắn. Chỉ thấy người mặc đồ đen phất tay. Cất toàn bộ tuyệt kỹ trận pháp lấy được từ Trương Lăng Phong vào trong áo, sau đó giơ tay lên đánh về phía Hứa Thiên Chí. Rầm, một vầng sáng lóe lên trong nháy mắt,
một trận động đất rung chuyển trong phạm vi bán kính mấy mét. Nếu không nhờ tính phòng ngự chắc chắn của trận pháp thì e rằng những ngôi nhà và khách sạn gần đây đã sụp đổ. Ngay lúc Hứa Thiên Chí sử dụng trận pháp và vung kiếm chém về phía người mặc đồ đen, một bóng đen khác lại xuất hiện bên cạnh. Người mới đến lại là cường giả cảnh giới thiên thần một sao. Cảm nhận được sự tồn tại của hai cường giả cảnh giới thiên thần, lòng Hứa Thiên Chí khẽ trùng xuống. Dầm, khi hai tên áo đen đang chuẩn bị tấn công Hứa Thiên Chí và nhân cơ hội đó để chạy trốn, chòm sao bắt đầu trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng rất chói mắt. Đồng thời, hai sao tham lam và phá quân bỗng nhiên chiếu xuống hai luồng sáng, lập tức đánh trúng hai người mặc đồ đen. Một tiếng động long trời lở đất vang lên, hai tên mặc đồ đen nổ tung trong nháy mắt. Máu thịt văng tung tóe, hai cường giả cảnh giới thiên thần một sao lập tức biến thành đống thịt vụn. Thấy hai người bọn chúng đồng thời mất mạng, tất cả những tuyệt kỹ trận pháp mà Trương Lăng Phong giao ra đều được Hứa Thiên Chí nhận lấy. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ẩn mình trong bóng tối mới thu hồi con dao quân đội năm cạnh lại, yên lặng không một tiếng động quay lại phòng mình. Chương 2278. Tuy nhiên, cảnh tượng này quá chấn động khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Hai người này là cao thủ cảnh giới thiên thần một sao đấy. Mấy giây, lại có người có thể giết chết cường giả cảnh giới thiên thần trong nháy mắt sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên trong bóng tối. Suy cho cùng hai người vừa chết đều ở cảnh giới thiên thần, tuy chỉ mới đạt tới cảnh giới này, nhưng cũng đủ để trấn áp một vùng ở thế giới bên ngoài. Nhưng vừa nãy họ lại bị đánh chết bằng một chiêu. Hơn nữa, trận pháp thiên tinh cửu diệu đó quả thật xuất thần nhập hóa. Giây phút đó, ngay cả Hứa Thiên Chí cũng ngơ ngác, thậm chí cụ ta xuất hiện ảo giác trên trời có chín mặt trời, cảm giác cháy rực và nóng bỏng đó rất chân thật. Nhìn đống thịt nát tươm trên mặt đất, Trương Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, cái mạng nhỏ của hắn cũng giữ được rồi. Còn Từ Vĩnh Hạo bị đánh hộc máu đã hôn mê bất tỉnh. Hứa Thiên Chí vội vàng tiến đến kiểm tra vết thương của Từ Vĩnh Hạo, may mắn không bị thương nội tạng, điều dưỡng một hai ngày có thể bình phục. Hứa Thiên Chí vừa ra lệnh đưa Từ Vĩnh Hạo đi, vừa lạnh lùng nhìn xung quanh, bởi vì ban nãy cụ ta cảm thấy có tới ba luồng khí tức khác nhau. Nghĩa là ngoài hai người này ra, còn có một người nào đó trốn trong bóng tối, nhưng bởi vì hai người trước mặt bị giết ngay lập tức, người thứ ba này đã trốn lẩn trốn, chưa kịp ra tay. Rõ ràng là đã bị sức mạnh của thiên tinh cửu diệu dọa sợ chết khiếp. Hứa Thiên Chí liếc nhìn Trương Lăng Phong, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cụ ta đã thấy rõ cảnh tượng Trương Lăng Phong quỳ xuống đất xin tha. Lẽ nào đây là tia hy vọng tương lai của nhà họ Trương sao? Sau khi nặng nề thở dài một hơi, Hứa Thiên Chí nói với Trương Lăng Phong, cậu chủ Trương, đừng lo lắng, tôi sẽ cử người tới bảo vệ cậu trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cụ ta liếc nhìn chiếc quần đã ướt sũng của Trương Lăng Phong bằng ánh mắt sâu xa, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ ửng. Được, tiền bối Hứa. Vậy làm phiền ông rồi. Trương Lăng Phong nói xong, vội vàng quay đầu chạy về phía khách sạn. Đêm đó, toàn bộ Trần Gia Phố hoàn toàn chấn động. Hóa ra trong số những người bị giết, ngoài những cao thủ phi lục, còn có cao thủ do gia tộc Rốt một trong 10 gia tộc lớn ở Âu Lục phái tới. Những người bị giết đều là những người đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc trong tòa trận pháp của Học viện Võ Thuật, chỉ có điều, vận may của họ kém hơn nhiều so với Trương Lăng Phong và Từ Vĩnh Hạo. Điều khó hiểu nhất là hai cường giả cảnh giới thiên thần vậy mà cũng bị giết chết. Tất cả mọi người đều thầm đoán thân phận của đối phương, đặc biệt là một số người thuộc thế hệ trước, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là trận pháp thiên tinh cửu diệu. Đây là một trong những độc chiêu sở trường của Hạo Thiên Sáng Thế Chủ. Chương 2279. Chẳng lẽ Sáng Thế Chủ cũng đang bảo vệ người Hoa Quốc? Đột nhiên, tất cả các loại suy đoán và tin đồn nổi lên khắp nơi. Nhưng Tiêu Chính Văn trở về chỗ ở của mình ngủ một giấc thật ngon như không có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn sử dụng trận pháp thiên tinh cửu diệu sau khi trở về từ chỗ Hạo Thiên Sáng Thế Chủ. Nhờ sự hướng dẫn của Sáng Thế Chủ, uy lực của thiên tinh cửu diệu đã được tăng lên rất nhiều. Ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng không ngờ rằng mình sẽ giết chết hai cường giả thiên thần chỉ bằng một đòn. Xem ra nguyên khí quả nhiên có sức mạnh hoàn toàn khác xa từ trường. Nếu so sánh, với sức mạnh nguyên khí dẫn động, chỉ cần thêm chút lực thì nó sẽ mang một sức mạnh hủy diệt tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ cường giả nhân vương đều sử dụng nguyên khí?
Tiêu Chính Văn suy nghĩ rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính Văn bảo Độ Thiên Chân Nhân đi xem xét tình hình ở xung quanh, nếu có điều gì bất thường thì báo cáo ngay lập tức. Sau đó, một mình anh đến một quán trà nhỏ của nhà trọ. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa ngồi xuống, Hứa Thiến lập tức chạy đến kể cho Tiêu Chính Văn những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Anh Tiêu, có thể anh không nhìn ra, hai vị cường giả thiên thần đó gần như đồng thời bị chết ngay lập tức. Hứa Thiến đến bây giờ nghĩ lại còn rùng mình, Tiêu Chính Văn chỉ cười mà không nói gì. Những vị khách trong quán trà cũng đang xôn xao bàn tán về cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Tôi nghĩ Hoa Quốc có thể là đã phái những cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, nếu không, sao hai vị cao thủ thiên thần một sao lại có thể bị giết trong giây lát? Hừ, tôi nghĩ chưa hẳn, anh phải biết rằng những người này đang cướp tuyệt kỹ trận pháp trong tòa trận pháp, quốc gia bị cướp có thể ngồi im không quan tâm sao? Hừ, rất có thể là quốc gia bị cướp đã phái cao thủ đi trả thù. Này, mọi người nói xem, chẳng lẽ là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc? Cậu ta từng đấu với 4 cao thủ thiên thần 2 sao của Âu Lục. Không thể nào, bây giờ là lúc nào rồi? Tiêu Chính Văn sao dám tùy tiện ra tay chứ? Ở trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn bây giờ đang trốn còn không kịp, sao dám tiện để lộ thân phận của mình? Lúc này, trong phòng khách của nhà họ Hứa, tất cả những người chủ chốt nhà họ Hứa đều đang ngồi lại cùng nhau. Trong số đó, cũng có một số cao thủ thực lực sắp đột phá lên cảnh giới thiên thần. Nhưng lúc này mấy chục người tập trung tại phòng khách, ai nấy đều im bặt. Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng từ bên ngoài nhanh chân chạy vào, Hứa Thiên Chí vội vàng đứng dậy hỏi có tin tức gì không? Người đàn ông chỉ lắc đầu bất lực. Tất cả những người có khả năng ra tay đều đã điều tra kỹ lưỡng, hoàn toàn không có manh mối nào cả. Gia chủ, lẽ nào ngay cả ông mà cũng không có nhìn rõ mặt mũi của người đó sao? Chương 2280. Người mặc áo trắng cau mày hỏi. Nhìn rõ ư, từ đầu đến cuối, Hứa Thiên Chí còn không biết là ai ra tay thì sao có thể nhìn rõ. Người đêm qua nấp trong bóng tối đột nhiên ra tay, tôi thật đáng xấu hổ, thậm chí còn không biết ai đã âm thầm giúp chúng ta. Hứa Thiên Chí lắc đầu bất lực. Gia chủ, tôi nghĩ người có thể giết chết một cao thủ thiên thần một sao trong vài giây rất có thể là một cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về. Ông xem có phải là người mà tiền bối từ thiên thuật cử tới không? Không, nếu tiền bối từ thiên thuật phái người tới, nhất định sẽ thông báo trước cho chúng ta. Cũng tiện cho chúng ta ra nghênh đón trước, sao phải lén lén lút lút như vậy chứ? Hứa Thiên Chí nói đến đây thì khẽ xua tay, nói với mọi người, quên đi, nếu không điều tra được thì không cần điều tra nữa. Tiếp theo, mọi người phải cẩn thận đề phòng, nhưng Hứa Hân người ở cùng phòng với Hứa Thiến. Lại cau mày nói, ông nội, có phải là người bạn mà em Tiểu Thiến dẫn tới không? Tối hôm qua, Hứa Thiến đến tìm ông vì yêu cầu của người bạn đó. Nghe vậy, Hứa Thiên Chí lắc đầu nói, không thể nào. Sở dĩ Tiêu Chính Văn bảo nó đến tìm ông là sợ vạ lây vào mình. Cậu ta cũng là một cường giả thiên thần một sao, cháu cho rằng cậu ta có đủ sức để giết hai cường giả thiên thần một sao cùng lúc à? Hơn nữa, ngay cả Trương Lăng Phong cũng bị dọa đái cả ra quần. Cậu ta chắc cũng không khá hơn là bao. Chuyện này không cần nhắc lại nữa, lui xuống hết đi. Nói xong, Hứa Thiên Chí phất tay áo, xoay người vào trong. Nếu thật sự là Tiêu Chính Văn ra tay, mà Hứa Thiên Chí lại vẫn khinh thường anh như vậy thì chẳng phải cụ ta đã sống lãng phí hơn 100 năm sao? Tuyệt đối không thể, nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Thiên Chí bừng bừng lửa giận, mọi người trong nhà họ Hứa không dám nói thêm một lời nào, tất cả đều rời khỏi phòng khách. Lúc này, quán trà đã đông nghịt người. Xét cho cùng, Trần Gia Phố không phải là một thị trấn lớn, nơi có thể giải trí đều đông như vậy. Không lâu sau, toàn bộ quán trà đã không còn chỗ. Vừa lúc đó, một ông lão tóc trắng đẩy cửa bước vào. Ông lão này cũng là một cường giả mỹ lục. Chỉ nhìn từ khí chất để đánh giá, ít nhất cũng là cường giả thiên vương long cấp 5 sao, nhưng sau khi cụ ta đi vào, không ai để ý tới cụ ta. Cũng không có ai chủ động đứng lên nhường ghế. Ở đây, sau lưng ai cũng có người chống lưng, không ai chịu nể mặt ai. Ông lão do dự một lúc rồi mới chuyển ánh mắt sang bàn của Tiêu Chính Văn. Ngồi đi, Tiêu Chính Văn chỉ vào chỗ trống bên cạnh, bình tĩnh nói. Ông lão bước tới trước, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tiêu Chính Văn và Hứa Thiến, nở một nụ cười vui vẻ.
Sau đó cụ ta nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói, xem ra ngay cả mấy người trẻ tuổi như cô cậu cũng rất tò mò về trận chiến tối hôm qua. Chỉ có điều, đối với cô cậu mà nói, trận chiến cấp bậc ấy còn xa vời lắm. Chương 2281. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đối phương, mỉm cười nói, tôi chỉ tò mò ai có gan lớn dám ở đây công khai cướp trận pháp bí mật mà nước khác đã có được. Ông lão liếc nhìn Tiêu Chính Văn, vuốt râu cười nói, sau khi cường giả ngoài lãnh thổ quay lại, cả cục diện thế giới sẽ xảy ra biến động lớn, bây giờ chỉ là diễn tập trước mà thôi. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói, ồ, lẽ nào sau khi cường giả ngoài lãnh thổ trở lại sẽ xảy ra hỗn loạn sao? Có thể loạn, cũng có thể không loạn. Kỳ thực, sau khi cường giả ngoài lãnh thổ trở lại, cường giả cảnh giới thiên thần có thể tùy ý đi sắp nơi, đến lúc đó, vũ khí còn có tác dụng sao? Ngay cả vũ khí hạt nhân cũng chưa chắc có thể giết chết được cường giả cảnh giới thiên thần. Bởi vậy, đến lúc đó, võ đạo sẽ được coi trọng, nói cách khác, kẻ nào có nắm đấm mạnh thì kẻ đó có thể thống lĩnh thiên hạ. Bất kể là thứ gì tốt, chỉ cần người ta vẫy tay thì kẻ yếu sẽ phải ngoan ngoãn dâng hiến. Đây chính là một loại trật tự, còn hỗn loạn sẽ chỉ xảy ra ở bên yếu, kẻ yếu ở bước đường cùng sẽ đấu tranh để tìm kiếm sự sống và tấn công lẫn nhau. Đây chính là thế giới sau khi cường giả ngoài lãnh thổ trở lại. Ông lão vừa nói, vừa bình tĩnh rót trà rồi nhàn nhã uống. Nhìn ông có vẻ không lo lắng chút nào nhỉ? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Ông lão gật đầu chắc chắn nói, đương nhiên rồi. Cho dù tất cả cường giả ngoài lãnh thổ trở lại thì ở Mỹ Lục chúng tôi cũng sẽ rất an toàn, dù sao bên phía Mỹ Lục cũng không chỉ có cường giả ngoài lãnh thổ, mà còn có những cường giả ở ẩn hàng trăm năm trước, ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ cũng không muốn đụng chạm đến những người này. Ông lão nói xong, rất nhiều người quay đầu lại nhìn cụ ta. Nhưng khi mọi người nhìn rõ tướng mạo của ông lão, đều quay đầu đi, không dám nói thêm nữa. Thấy mọi người không nói gì. Ông lão đắc ý nói, cậu thanh niên, tôi thấy cậu là người tốt nên đặc biệt khuyên cậu một câu, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cái gì? Tiêu Chính Văn nhìn ông lão, khó hiểu nói, tôi chỉ tới xem trò vui thôi mà. Có lẽ cậu chưa biết, tất cả cường giả ngoài lãnh thổ ở Mỹ Lục, Âu Lục, Phi Lục, Vi Hào và Lý Tâm đều đã kết thành liên minh rồi. Nói cách khác, tất cả mọi người đều đang nhắm vào Hoa Quốc. Hơn nữa, sau khi cuộc đấu này kết thúc, 36 nước sẽ tiến quân xé nát Hoa Quốc. Hãy tận dụng thời gian còn lại nhanh chóng rời khỏi Hoa Quốc đi. Nếu không, đến lúc đó, Hoa Quốc chắc chắn sẽ tan xác. Lúc đó cậu muốn đi thì đã quá muộn rồi. Ông lão cao ngạo lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá, đẩy đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn cuốn sổ xanh, hóa ra là hộ chiếu Mỹ Lục chưa có tên và ảnh. Tôi tên là Alan, cậu cầm lấy cái này, điền tên của cậu lên. Cậu có thể đến Mỹ Lục để tránh nạn bất cứ lúc nào. Ông lão bình tĩnh nói. Ồ, lẽ nào những người dân thường của Hoa Quốc cũng sẽ phải hứng chịu thảm họa này sao? Tiêu Chính Văn không cầm lấy hộ chiếu mà tò hỏi. Chương 2282. Alan cười khẩy nói, các nước đã nhất trí rằng 1,5 tỷ người Hoa Quốc sẽ bị xử tử. Không ai được tha cả. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lẽo. Thật độc ác, bọn họ muốn giết tất cả mọi người trong Hoa Quốc. Chàng trai trẻ, nể tình cậu nhường chỗ ngồi cho tôi mới cho cậu một con đường sống, những lời này nhất định không được truyền lại cho người khác. Ông lão nói xong lại nhấp thêm một ngụm trà. Vẻ mặt giống như một vị cứu tinh. Tiêu Chính Văn cười nói, ông lão, nhưng làm sao ông biết được rằng Hoa Quốc nhất định sẽ thua trong cuộc đấu này? Chẳng lẽ Hoa Quốc vạn năm qua chiến thắng đều là do kỳ tích sao? Alan lắc đầu nói, chắc chắn sẽ thua, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, nếu bây giờ không đi thì cậu sẽ phải hối hận. Rõ ràng Alan đã biết được tất cả nội tình bên trong. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, xem ra lần này Hoa Quốc thực sự đang gặp khủng hoảng lớn. Nhưng càng đến thời điểm mấu chốt thì Tiêu Chính Văn càng không thể rời đi. Hoa Quốc là nơi anh sinh ra và lớn lên, Hoa Quốc là đức tin cả đời này của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần anh còn thở thì anh sẽ không bao giờ cho phép bất luận kẻ nào đặt chân tới Hoa Quốc. Ngồi thêm một lúc nữa, Tiêu Chính Văn và Hứa Thiến mới đứng dậy rời đi. Anh Tiêu, thật ra có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Hứa Thiến nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó xử. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, cô nói đi.
Hứa Thiến do dự hồi lâu rồi mới nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, theo tôi thấy, anh nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đêm qua sau khi tiễn anh về, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông nội và Từ Vĩnh Hạo, còn có một người tên Trương Lăng Phong, có nhắc đến anh. Ồ, nói gì về tôi? Tiêu Chính Văn không ngạc nhiên hỏi. Bọn họ nói sau cuộc thi võ, bất luận là thắng hay thua, Từ Thiên Thuật đều sẽ đích thân đến hỏi tội, hơn nữa, lần này anh nhất định phải chết. Anh Tiêu, anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Hứa Thiến đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói với vẻ miễn cưỡng. Cô không nghe thấy lời ông lão lúc nãy nói sao, bọn họ không thắng được, cũng sống không nổi. Mấy tên đáng chết đó sao có thể giết được tôi chứ? Hơn nữa, Hoa Quốc sẽ gặp rắc rối lớn, lúc đó, sao tôi có thể chỉ lo thân mình được? Dù tôi có phải vua Bắc Lương hay không thì ít nhất tôi cũng là một người Hoa Quốc, tôi không thể trơ mắt nhìn lũ súc sinh đó tàn sát đồng bào chúng ta được. Tiêu Chính Văn kiên định nói. Thấy Tiêu Chính Văn kiên quyết như vậy, Hứa Thiến cũng cứng họng. Trong hai ngày tiếp theo, thế lực các bên đều đã ổn định. Dù sao thì cường giả cảnh giới thiên thần cũng vừa bị giết, nên không ai dám gây thêm chuyện vào lúc này. Chương 2283. Cho đến đêm cuối cùng trước ngày diễn ra cuộc đấu của cường giả ngoài lãnh thổ, Hứa Thiên Chí đặc biệt đến phòng của Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân, dặn dò hai người nhất định không được ra ngoài. Đêm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Tóm lại, tối nay bất luận nhìn thấy chuyện gì cũng không được ra ngoài, nếu không, tính mạng của các người sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Hứa Thiên Chí quay người rời đi. Tiếng chuông báo 12 giờ vừa vang lên, một màn ánh sáng vàng vọt lên trời, bao phủ cả bầu trời. Cả bầu trời đêm trở nên bừng sáng trong chớp mắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh sáng vàng đó dường như đến từ bên ngoài bầu trời, kết nối với cả bầu trời sao. Ngay sau đó, một luồng uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng như thủy triều quái dị từ 9 tầng trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực không thể diễn tả được. Rất nhiều võ giả có thực lực yếu bị áp chế ngay lập tức, bọn họ khuỵu xuống đất, không thể di chuyển nổi. Sau đó, màn sáng thứ hai, màn sáng thứ ba, hàng chục màn ánh sáng lần lượt lóe lên, toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên tỏa ra uy lực lớn mạnh, chấn động tám hướng. Cường giả ngoài lãnh thổ trở lại rồi sao? Lẽ nào đây là sức mạnh của cường giả ngoài lãnh thổ? Mọi người nhìn kìa, giống như thần tiên xuất hiện vậy. Không ít người nhìn thấy hàng chục bóng người chân đạp hào quang chói lọi, bay về phía Trần Gia Phố. Lúc này, ông lão tên Alan kia vừa ra khỏi phòng, quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn cũng vừa đi ra với vẻ sững sờ, sau đó cười nói, chàng trai trẻ, không ngờ chúng ta có duyên thật. Cụ ta vừa nói xong, một luồng uy lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bịch, ông lão kia bị uy lực đè quỳ xuống đất, cả phiến đá trên mặt đất cũng nứt toác. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn những bóng người kia trên bầu trời, từ xa đến gần. Ông lão kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng cụ ta còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên một luồng uy lực mạnh hơn nữa giáng xuống, ông lão đau đớn hét lên, a. Chương 2284. Ông lão vùng vẫy muốn đứng dậy, thế nhưng căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì. Ngược lại, mặt mũi cụ ta còn bắt đầu chảy máu. Sức mạnh cực lớn khiến cho cụ ta không thể ngẩng đầu lên nổi. Lúc này, trong bầu trời đêm lần lượt xuất hiện những tia sáng đủ màu sắc. Trong phút chốc, những cảnh tượng dị thường của đất trời nối tiếp nhau xảy ra, ngay cả người dân Long Kinh cũng sững sờ. Cuối cùng, cả Long Kinh đều bị những tia sáng đủ màu sắc bao trùm. Chỉ nhìn thấy màn ánh sáng lấp lánh sặc sỡ, ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng biến mất tăm. Cường giả ngoài lãnh thổ của các nước đã đồng loạt trở về. Lúc này, Andre cũng đứng trước cửa, đờ đẫn nhìn hiện tượng kỳ lạ trên trời, thậm chí ngay cả người từng mạnh nhất Âu lục này cũng không kìm được mà run lên. Dù cụ ta cũng là cường giả ở cảnh giới thiên thần thì cũng chẳng thể khống chế được cảm giác khiếp sợ này. Đây rõ ràng giống như thiên thần tìm đến. Chả trách mấy trăm năm nay các giới vẫn luôn ngăn cản cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Andre cảm thán thốt lên từ tận đáy lòng. Ngay cả một cường giả ở cảnh giới thiên thần như cụ ta mà cũng chẳng thể đối kháng lại được với sức mạnh cường đại này. Lúc này, quần áo của Andre đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dù là lúc đối diện với Tiêu Chính Văn thì Andre cũng chưa từng khiếp sợ tới thế,
mà lúc này cụ ta lại hoảng hốt tột độ. Chỉ có Tiêu Chính Văn chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mắt. Độ Thiên Chân Nhân đứng bên cạnh anh lúc này cũng không tự chủ được mà phát run. Cảm nhận được sự khiếp sợ từ trong nội tâm của Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn quay đầu lại khẽ ho một tiếng với cụ ấy. Trong lòng Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên chấn động, lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng biến mất luôn. Chả trách cả thế giới vẫn luôn không cho phép cường giả ở cảnh giới thiên thần nhập thế, đây rõ ràng là sự đáng sợ còn hơn cả vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân chỉ có thể dùng một lần, nhưng cường giả ở cảnh giới thiên thần lại là một người giết vạn dặm. Không ít người bắt đầu đồng loạt cảm thán. Mà đây cũng chỉ mới là nhóm cường giả ngoài lãnh thổ đầu tiên trở về giới thế tục, hơn nữa còn là nhóm yếu nhất trong số bọn họ, tuyệt đối chưa phải là những người đẳng cấp nhất trong số cường giả ngoài lãnh thổ. Nếu như tất cả cường giả ngoài lãnh thổ cùng trở về, vậy thì cả thế giới sẽ xảy ra sự biến động nhiễu loạn có quy mô rất lớn. Chỉ đơn giản là áp lực này cũng sẽ khiến cho trời long đất lở. Trong số bọn họ, đại đa số đều là cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao hoặc thiên thần địa cấp 3 sao, nếu như bọn họ bộc lộ hết toàn bộ uy lực thì thị trấn nhỏ này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ trong nháy mắt. Vừa nghe thế, rất nhiều người đều đổ mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay đã có rất nhiều tin đồn có liên quan tới cường giả ngoài lãnh thổ. Chương 2285. Thế nhưng rất nhiều người đều coi những tin đồn này chỉ như câu chuyện truyền thuyết mà thôi, căn bản không hề tin vào nó. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mới hiểu ra những truyền thuyết đó đều là sự thật. Chả trách ngay cả Mỹ Lục cũng phải cúi đầu trước cường giả ngoài lãnh thổ, chỉ cần một gia tộc có chút liên hệ gì đó với cường giả ngoài lãnh thổ thì sẽ mang lại cho gia tộc đó đặc quyền rất lớn. Ở trước mặt loại sức mạnh đủ để hủy diệt đất trời như vậy, quân lực và cường quốc gì đó đều chỉ là vô dụng. Đây chính là sức mạnh siêu nhiên mà vũ khí hiện đại không thể đối kháng lại được. Vốn dĩ rất nhiều người đều cho rằng trên thế giới hiện nay đã có nhiều loại vũ khí hạt nhân thì nhất định có thể áp chế được những kẻ gọi là võ giả. Thế nhưng khi bọn họ cảm nhận được sức mạnh thật sự của những cường giả ngoài lãnh thổ này thì họ mới phát hiện ra dù có sử dụng tới vũ khí hạt nhân thì căn bản cũng chẳng thể đối kháng được với loại sức mạnh này. Lúc này, mấy chiếc máy bay trực thăng đã xuất phát từ Long Kinh, bay thẳng tới Trần Gia Phố với tốc độ nhanh nhất. Cánh quạt cực lớn phát ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Ba cường giả bước từ trên máy bay trực thăng xuống, lần lượt là Đại trưởng Lão Võ Tông, Đại trưởng Lão Tông Miếu và chủ quản Tần Vũ của Hắc Băng Đài. Không lâu sau khi ba người họ vừa bước xuống máy bay trực thăng, một màn sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện và chiếu sáng khắp khoảng trời một vùng cách bọn họ không xa. Ánh mắt của mấy người Hứa Thiên Chí và Đại trưởng Lão không khỏi chấn động. Hứa Thiên Chí vội vàng tiến lên trước đợi để chào đón cường giả Hoa Quốc trở về từ vùng ngoài lãnh thổ. Cuối cùng tôi cũng trở về rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Giọng nói này mang theo cảm giác vô cùng uy nghiêm, giống như một thiên thần liếc nhìn chúng sinh. Ngay sau đó, một ông lão tóc trắng xuất hiện từ trong màn ánh sáng, khi hai chân của cụ ta chạm đất thì màn ánh sáng đó cũng lập tức biến mất. Tiền bối Trương. Hứa Thiên Chí vội vàng khom lưng hành lễ. Mấy người đại trưởng lão cũng đồng loạt tiến lên trước chắp tay hành lễ với ông lão trước mặt. Dù gì bọn họ cũng đại diện cho giới chính trị, đương nhiên không thể có dáng vẻ hèn mọn như Hứa Thiên Chí. Tôi nghe nói có một thằng oát con tên là Tiêu Chính Văn đã liên tiếp giết chết mấy mạng người của nhà họ Trương, bảo cậu ta mau ra đây chịu chết đi. Hả, không một ai ngờ được rằng Trương Thế Phong vừa mới trở về, mở miệng ra đã chĩa thẳng mũi nhọn về phía Tiêu Chính Văn. Tiền bối Trương, vua Bắc Lương không có ở đây, vẫn xin, đại trưởng lão Võ Tông vẫn chưa nói hết câu, Trương Thế Phong đã giơ tay giáng một bạt tai. Bốp, đại trưởng lão bị Trương Thế Phong tát một mạnh ngã lăn luôn xuống đất. Ông, chương 2286, trưởng lão Tông Miếu và Tần Vũ thấy vậy thì nổi cơn thịnh nộ. Hừ, Tiêu Chính Văn cũng to gan lắm, dám giết người nhà họ Trương chúng tôi. Còn cả mấy người. Giới chính trị của mấy người thì có tác dụng gì? Nhà họ Trương của tôi canh giữ mộ tổ long, đây là công trạng lớn tới độ nào cơ chứ? Đừng nói là giết mấy người dân bình thường, dù có tàn sát cả Long Kinh thì cũng chỉ là nhà họ Trương chúng tôi lấy chút lãi mà thôi. Huống hồ con cháu nhà họ Trương tôi chỉ giả mạo Tiêu Chính Văn một lát thôi. Đây là vinh hạnh cho Tiêu Chính Văn cậu ta.
thằng oát con Tiêu Chính Văn đó có tư cách gì mà lấy đó làm lý do để giết cháu trai nối dõi của nhà họ Trương. Ngay cả việc giết truyền nhân của nhà họ Trương mà thiên tử cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, thiên tử này có khác gì con chó hay không? Trương Thế Phong vừa mới trở về đã ăn nói không kiểm soát, giống như một con chó điên sủa loạn. Sỉ nhục thiên tử không khác gì con chó ở ngay trước mặt trưởng lão Võ Tông và trưởng lão Tông Miếu, đây rõ ràng là điên cuồng tới cực điểm. Ông Trương, bây giờ không phải là lúc để tìm Tiêu Chính Văn lý sự, đợi sau khi trận đấu kết thúc thì giết cậu ta cũng không muộn. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng chừng 30 cũng bước ra từ trong màn ánh sáng màu đỏ. Nghe thấy giọng nói này, lửa giận của Trương Thế Phong lập tức hòa hoãn đi mấy phần. Mấy người đại trưởng lão Võ Tông cũng thở phào một hơi. Với khí thế ban nãy, nếu như người này không ra mặt thì e rằng ba người họ đều có khả năng đã mất mạng trong tay Trương Thế Phong. Hừ, cũng được, nghe lời cậu Triệu vậy, đợi buổi thi đấu kết thúc, dù có phải đuổi tới chân trời góc biển thì tôi cũng phải tự tay giết chết thằng oát Tiêu Chính Văn kia. Trương Thế Phong vừa mới nói hết câu, sát khí khắp người lập tức bộc phát ra, ngay cả sắc trời xung quanh cũng trở nên âm u đi không ít. Tiền bối Trương, lời này của ông nói hơi quá rồi, Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, đâu phải là người mà ông nói giết là giết ngay được. Trưởng lão Tông Miếu lạnh lùng nói rồi tiến lên trước một bước. Dù nhà họ Trương canh giữ phần mộ tổ long thì cũng là việc mà nhà họ Trương nên làm. Hơn nữa, nhà họ Trương đã nhận được bao nhiêu là lợi ích. Ban nãy Trương Thế Phong đã đánh đại trưởng lão Võ Tông, thật sự nghĩ giới chính trị không còn ai nữa hay sao? Cái gì, ông dám tranh cãi với tôi hả? Trương Thế Phong lạnh lùng nhìn trưởng lão Tông Miếu. Tiền bối Trương, chuyện gì cũng cần phải nói lý, Trương Nguyệt Đông giả mạo thân phận của vua Bắc Lương hãm hại người dân, tác oai tác quái, đây rõ ràng là Trương Nguyệt Đông có tội, dù dựa theo luật pháp Hoa Quốc thì cậu ta cũng sẽ bị xử tội chết mà thôi. Trưởng lão Tông Miếu nghiêm nghị nói. Cái gì, luật pháp Hoa Quốc, người nhà họ Trương tôi trời sinh đã ở trên cả quốc gia, luật pháp gì? Người nhà họ Trương tôi cũng cần tuân thủ luật pháp sao? Nhà họ Trương tôi bảo vệ phần mộ tổ long cho Hoa Quốc đâu chỉ nghìn năm. Hy sinh bao nhiêu vì Hoa Quốc, đừng nói chỉ là chơi mấy con đàn bà, lấy chút tiền của chúng, dù có tiêu diệt là Long Kinh thì cũng có làm sao? Chương 2287. Với công trạng của nhà họ Trương chúng tôi, cả Hoa Quốc đều phải cung phụng như bố như mẹ, bao gồm cả thiên tử cũng không ngoại lệ. Ông lại nói dựa theo pháp luật Hoa Quốc ư, và lại trận đấu lần này có liên quan đến vận mệnh, thậm chí là quốc vận trăm năm của Hoa Quốc, bảo Tiêu Chính Văn dâng chút tinh huyết thì đã là xem trọng cậu ta lắm rồi. Kết quả thế nào, Tiêu Chính Văn lại vì tư lợi cá nhân mà từ chối quả quyết. Đây chính là vua Bắc Lương mà mấy người ca tụng đó sao? Không có Trương Thế Phong tôi thì Hoa Quốc nhất định sẽ thất bại trong trận đấu lần này, với công trạng như vậy. Muốn lấy mạng của Tiêu Chính Văn thì cũng có làm sao. Trương Thế Phong chắp hai tay sau lưng, gào mồm lên đầy phẫn nộ. Những gì ông Trương nói quả không sai, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng bước đến lạnh lùng nói. Tất cả những gì nhà họ Trương làm với Hoa Quốc đúng là công cao như núi, hơn nữa Tiêu Chính Văn là một thằng nhóc ranh, xem thường người lớn, dám cả gan giết nhà họ Trương. Đúng là đáng chết. Lần này là anh tự định cho Tiêu Chính Văn một cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng Tiêu Chính Văn lại không cảm thấy biết ơn mà ngược lại còn đánh sứ giả mà anh tự cử đến bị thương, đúng là tội càng thêm tội. Lẽ nào thiên tử Hoa Quốc, giới chính trị Hoa Quốc thiên vị Tiêu Chính Văn thế sao? Người đàn ông trẻ tuổi tên Triệu Thắng là cường giả ngoài lãnh thổ của nhánh chính Hoa Sơn, cũng có mối thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn, tất nhiên sẽ không giúp Tiêu Chính Văn. Hừ, tôi thấy trước hết vẫn nên đấu xong rồi tính tiếp. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người, cơn giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Lúc nãy Trương Thế Phong và Triệu Thắng đã có suy nghĩ giết người. Nhưng ngặt một nỗi xung quanh có rất nhiều người dân Hoa Quốc, hai người lo sẽ khiến dân chúng bất mãn với họ nên mới không ra tay. Tần Vũ cần gì phải khách sáo với loại người này? Hừ, này chàng trai, cậu đang nghi ngờ chúng tôi sao? Ai cho cậu lá gan đó thế? Dứt lời, Trương Thế Phong ra tay với Tần Vũ. Ông Trương, được rồi. Triệu Thắng khẽ vung tay ngăn Trương Thế Phong lại. Sau đó ông ta nói với Tần Vũ, chàng trai,
nếu không ra tay với cậu thì bôi nhọ danh tiếng của chúng tôi, chỉ dựa vào câu nói lúc nãy của cậu thì bây giờ cậu đã là một cái xác rồi. Chúng tôi đã nắm chắc phần thắng trong trận chiến này, một thằng nhóc như cậu có thể so sánh được sao? Một giọng nói trầm khàn vang lên, đại trưởng lão Võ Tông và trưởng lão Tông Miếu không khỏi đổi sắc. Một màn sáng chiếu xuống, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, để tóc dài, một tay chắp sau lưng chậm rãi bước ra khỏi màn sáng. Chương 2288. Người này vừa bước ra, một uy lực vô song ập đến. Ông ta chính là Từ Thiên Thuật, thủ lĩnh cường giả ngoài lãnh thổ quay về của Hoa Quốc. Chẳng qua là mấy tên hề nhảy nhót thôi, nếu tôi đã quay về thì còn cơ hội cho họ tác oai tác quái sao? Còn Tiêu Chính Văn, với những gì cậu ta làm thì nên chết từ lâu, là do giới chính trị thiên vị, cậu ta mới có thể sống đến ngày hôm nay, có quy tắc của Võ Tông mà lại không tôn trọng sư trưởng, không nể mặt tiền bối thì nên chết. Từ Thiên Thuật vừa nói thế, các đại trưởng lão lập tức đều cho là đúng. Dù sao Từ Thiên Thuật cũng có địa vị cực kỳ cao trong Võ Tông Hoa Quốc, ông ta là người tài giỏi trong số cường giả ngoài lãnh thổ. Ngay cả thiên tử cũng phải nể mặt Từ Thiên Thuật, bất kỳ ai cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh khi ở trước mặt ông ta. Hơn nữa xét về thực lực, ông ta cũng là người có thực lực cao nhất trong ba người này, bây giờ Hoa Quốc đã biết cao thủ duy nhất đạt đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao đủ để chèn ép tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa theo tin tức, người có thực lực cao nhất trong các cao thủ ngoài lãnh thổ trở về này chính là cảnh giới thiên thần 3 sao. Từ Thiên Thuật đã đạt đến cảnh giới thiên thần 3 sao đỉnh cao hơn 100 năm trước. Nếu ông ta tham gia vào trận chiến này thì chắc chắn sẽ thắng 100%. Đợi trận đấu kết thúc cũng đến ngày chết của Tiêu Chính Văn, hơn nữa cả Hoa Quốc đừng mong có ai có thể cứu được cậu ta. Từ Thiên Thuật tôi chờ ở đây. Hơn nữa dù thiên tử Hoa Quốc đích thân ra mặt, tôi cũng không tha cho cậu ta. Thiên tử ra mặt giúp cũng tuyệt đối không tha. Nghe nói thế, sắc mặt mấy người đại trưởng lão càng thêm khó coi. Hứa Thiên Chí thấy xung quanh toàn mùi thuốc súng nên vội vàng bước đến giải vây. Ba vị tiền bối đường xa đến đây chắc cũng đã mệt rồi. Mau đến khách sạn nghỉ ngơi một lát, sau khi trời sáng còn phải đánh một trận lớn với cường giả các nước. Dứt lời, Hứa Thiên Chí dẫn mấy người Từ Thiên Thuật đi về phía khách sạn. Trước khi đi, đám người Từ Thiên Thuật lạnh lùng lướt nhìn mấy người đại trưởng lão, hừ một tiếng rồi mới vung tay áo rời đi. Nhìn bóng lưng đi xa của đám người họ, Tần Vũ siết chặt nắm đấm vang lên tiếng ken két. Đám khốn kiếp này, thảo nào trước đó cậu Tiêu đã nói sau khi họ quay lại thì sẽ nhắm vào thiên tử. Chỉ nhìn tình hình bây giờ thì đám người này đã không xem thiên tử ra gì. Đại trưởng lão khẽ thở dài nói, vậy có thể thế nào? Thực lực của họ ở đâu thì cậu cũng biết rồi đấy, Từ Thiên Thuật đã đạt đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao từ lâu. Đừng nói là họ, dù trong cả Võ Tông cũng khó tìm được đối thủ, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, điều chúng ta có thể làm là nói Tiêu Chính Văn lánh nạn. Trưởng lão Tông Miếu không khỏi thở dài, lắc đầu nói, không chỉ như thế. Mấy ngày trước chuyện vua Bắc Lương cứu Dương Linh Nhi đã truyền đến Mỹ Lục. Cậu ấy không nên giết Rose, gia tộc đằng sau Rose đã nhắm vào cậu ấy, hơn nữa theo tôi được biết, cường giả ngoài lãnh thổ quay về của Mỹ Lục cũng đang tìm cậu ấy. Lần này chúng ta muốn bảo vệ Tiêu Chính Văn e là khó hơn lên trời. Thôi vậy, vẫn nên tập trung vào chuyện quốc gia, Hoa Quốc chúng ta đã thua trong trận đấu 100 năm trước đó, kết quả đổi lại nỗi nhục 100 năm của Hoa Quốc. Lần này nhất định không thể thua nữa. Nói xong trưởng lão Võ Tông lại thở dài. Đến hôm nay, Võ Tông hay bộ phận tình báo Hoa Quốc cũng đều không hiểu tại sao các nước lại muốn nhắm vào Hoa Quốc. Hơn nữa mấy lần liên tiếp đều liên hợp lại với nhau, chẳng qua trận đấu mấy trăm năm trước, cường giả Hoa Quốc quả thật chèn ép bốn phương, không để đám người này đánh một cách thuận lợi. Chương 2289. Nhưng hơn 100 năm trước, vì rất nhiều cao thủ của Hoa Quốc đều đã ở ẩn, thực lực của thế hệ mới lại không bằng các cường giả thế hệ trước nên mới thất bại thảm hại. Lần này có Từ Thiên Thuật, tất cả mọi người đều rất kỳ vọng vào trận đấu này. 2. Mong lần này họ không làm người dân thất vọng, đừng làm thiên tử thất vọng. Trưởng lão Tông Miếu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, buồn phiền thở dài. Lúc này gần như ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô Long Kinh này.
Có thể nói trận chiến ngày mai sẽ làm thay đổi tình hình thế giới trong 100 năm. Trong thiên tử các, Từ Khiêu Long mặc bộ quân phục đứng bên cạnh thiên tử, Liễu Thanh cũng đeo thanh kiếm ở thắt lưng, cung kính đứng bên cạnh Từ Khiêu Long. Đã chuẩn bị xong cả rồi sao? Thiên tử bình thản hỏi. Báo cáo thiên tử, quân Phá Long đã chuẩn bị hành trang đầy đủ đợi lên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể xông pha giết địch. Liễu Thanh nghiêm trang nói. Thiên tử, chúng tôi đã thiết lập 3 tuyến phòng thủ gần Long Kinh, nếu có sự cố, hàng trăm nghìn binh sĩ của tôi có thể sẵn sàng chiến đấu. Từ Khiêu Long trầm giọng nói. Lần này chuyện họ đối mặt không chỉ là quân đội hiện đại mà còn là cường giả ngoài lãnh thổ như thiên thần giáng trần. Một khi trận chiến xảy ra thì tình hình sẽ thành một mất một còn. Phía sau quân Phá Long là vô số người dân tay không tấc sắt, thế nên dù có chết trận cũng không thể lùi nửa bước. Trước khi xuất phát, Từ Kiêu Long đã ra lệnh cho toàn quân viết di thư. Hai, thiên tử nặng nề thở dài nói, tôi và các vị cùng đối mặt với gian khó, nếu Hoa Quốc thất bại ở trận chiến này thì dù có chết ở thiên tử các, tôi cũng không lùi nửa bước. Nghe thế lời này các tướng lĩnh Hoa Quốc đứng hai bên đều đồng loạt quay lại nhìn thiên tử trẻ tuổi này. Thiên tử không thể, không để mọi người nói hết câu, thiên tử xua tay nói, quân chết ở chiến trường, thiên tử chết vì xã tắc. Đây là lời dạy cổ xưa của các bậc tiên vương, kiếm tần vương, hai cung nhân đưa kiếm tần vương đến trước mặt thiên tử. Thiên tử giơ tay ra cầm lấy kiếm tần vương rồi nói với mọi người, tính mạng của hàng chục nghìn người dân Long Kinh. Tính mạng của vô số người ở Hoa Quốc nhờ vào các vị. Nguyện lòng chết cũng không lùi bước. Mọi người đồng thanh nói. Chương 2290. Không chỉ Hoa Quốc đang chuẩn bị cho trận chiến mà ngay cả Âu Lục và Mỹ Lục cũng đều đang điều động đại quân. Thậm chí ngay cả Phi Lục nhỏ bé cũng đang bí mật điều động quân đội để đi về hướng biên giới Hoa Quốc. Lãnh đạo cấp cao của tất cả các nước trên thế giới đều đang đợi kết quả trận chiến của các cường giả ngoài lãnh thổ. Sáng hôm sau, cả Long Kinh đều bao trùm trong bầu không khí áp lực và đáng sợ. Hàng chục nghìn người dân Long Kinh đều ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp trên TV. Vô số truyền thông mạng của Hoa Quốc đều bắt đầu hình thức live stream cùng một lúc. Dù sao trận đấu này cũng liên quan đến vận mệnh 100 năm tới của Hoa Quốc, càng liên quan đến vinh nhục của mỗi một người. Hứa Thiến đã đến trước cửa nhà trọ đợi đón Tiêu Chính Văn đến xem trận đấu. Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân cũng dậy từ rất sớm, sải bước ra khỏi nhà trọ, Hứa Thiên bước đến đón. Anh Tiêu, tôi đã đặt giúp anh chỗ ngồi, mời đi theo tôi. Hứa Thiên vội vàng mở cửa cho Tiêu Chính Văn. Lúc này xung quanh đấu trường đã xây lên mấy bục cao. Bên trên lần lượt đặt bàn trà và ghế ngồi, đó là khu vực nghỉ ngơi được chuẩn bị cho các cường giả ngoài lãnh thổ. Bên dưới đã đông nghịt người. Các thế lực đều đang hồi hộp đợi các cường giả ngoài lãnh thổ bên mình bước lên võ đài. Thấy Hứa Thiên dẫn mấy người Tiêu Chính Văn bước vào đấu trường, Hứa Thiên Chí cũng không nói gì nhiều chỉ vào mấy vị trí đặt ở hàng đầu tiên, trầm giọng nói, mấy vị trí chống hàng phía trước đã được bày bố trận pháp phòng thủ. Hãy nhớ dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đừng nhiều chuyện, càng đừng tùy tiện ra vào. Cụ ta làm như thế thật ra là vì suy nghĩ đến sự an toàn của cháu gái mình. Còn Tiêu Chính Văn, hừ, người đã bị Từ Thiên Thuật điểm tên thì sống hay chết chẳng có gì khác biệt cả. Trận chiến kết thúc, bất kể Tiêu Chính Văn chết hay sống đều chỉ có một kết cục chết. Trận pháp ở cấp bậc này gần như không thể phòng thủ trước sức mạnh của cường giả ngoài lãnh thổ, khó đảm bảo không ảnh hưởng đến Long Kinh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn trận pháp phòng thủ xung quanh khẽ nhíu mày. Cấp bậc này đã là cao nhất rồi. Mặc dù Hứa Thiên Chí nói như thế nhưng vẫn cảm giác rất ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Trận pháp xung quanh đấu trường là một loại trận pháp phòng thủ được truyền lại qua bao thế hệ của nhà họ Hứa. Đừng nói là đời này, ngay cả trong các cường giả hơn 100 năm trước, người có thể nhận ra trận pháp này cũng không nhiều. Vẫn nên dùng trận pháp bí mật không gian của Hoa Sơn là tốt nhất. Tiêu Chính Văn lập tức nói. Chương 2291. Dù sao trước đây Alan từng nói với anh trận đấu lần này của cường giả ngoài lãnh thổ gần như tất cả mọi người cùng nhắm vào Hoa Quốc, khó đảm bảo họ sẽ không cố ý phá hoại hệ thống phòng thủ của Long Kinh. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn vẫn luôn có dự cảm chẳng lành, dường như trận đấu lần này không đơn giản như bề ngoài. Nghe nói thế,
Sắc mặt Hứa Thiên Chí trở nên lạnh lùng, chỉ vào mấy vị trí đó nói, hai đứa chỉ việc qua đó là được, còn những việc khác không phải là việc mà một thằng danh con như cậu nên nhiều lời. Trận pháp bí mật không gian của Hoa Sơn là thứ nói mở là mở được à? Nếu chỉ là cao thủ cấp thiên vương bình thường thì dù mở được trận pháp bí mật không gian cũng không thể ngăn được một đòn tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới thiên thần. Nhưng 11 lão già Hoa Sơn gần như đều bị Tiêu Chính Văn giết sạch. Đi đâu để tìm được nhiều cao thủ cảnh giới thiên thần đến bày bố trận pháp như thế chứ? Anh Tiêu, chúng ta qua đó đi. Hứa Thiến thấy Hứa Thiên Chí đã có vẻ tức giận bèn vội vàng dẫn Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân đi về phía hàng ghế đầu tiên. Ngay khi mấy người Tiêu Chính Văn ngồi vào chỗ không lâu thì đám đông bỗng trở nên hỗn loạn, chỉ thấy đám đông chia thành hai bên, hai người đàn ông cao lớn vóc dáng vạm vỡ sải bước vững vàng đi lên bục cao. Đây chắc hẳn là cường giả bên phía Phi Lục nhỉ, nghe nói lần này bên Phi Lục cứ đến hai cường giả cấp Kim Cang. Cấp Kim Cang là gì? Là người có thể so với Kim Cương, đừng nói là dùng đạn, dù là bom nguyên tử cũng không bị nổ chết, đó chính là cấp Kim Cang. Mọi người khẽ gật đầu. Sau khi thực lực đạt đến cảnh giới thiên thần, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn học thêm thứ mình giỏi nhất, có người giỏi về trận pháp, có người giỏi về chiêu thức, cũng có người lại tu luyện khả năng đối kháng. Vì ở Phi Lục, trận pháp và chiêu thức đều rất hiếm, thế nên luyện tập khả năng đối kháng mới là lựa chọn tốt nhất với họ. Chỉ cần có thể vững vàng đối kháng mấy đợt tấn công của đối phương thì thực lực của đối phương sẽ yếu đi. Lúc này nếu phản công thường thì có thể có hiệu quả không ngờ được. Một bên khác lại có ba người đàn ông da trắng bước lên bục cao. So với hai cao thủ Phi Lục thì gương mặt của ba người này còn có vẻ kiêu ngạo xem thường mọi thứ. Ba người này đều từng là sự tồn tại cấp bậc truyền thuyết của Âu Lục, thậm chí còn một người là kiếm thủ của Đại Đế Trác Ly. Địa vị của Đại Đế Trác Ly ở Âu Lục tuyệt đối không thua kém gì địa vị của Thủy Hoàng Đế ở Hoa Quốc. Sau khi đế quốc do Đại Đế Trác Ly bị phân chia mới có vài chục nước nhỏ ở Âu Lục hiện giờ. Sao ba người này cứ giống người hầu thế nhỉ, khác hoàn toàn với hai người vừa rồi. Xì, anh biết cái quần què gì, có thấy người ở giữa không? Người đó là kiếm thị của Đại Đế Trác Ly. Kiếm thị, chẳng phải chỉ là một người hầu cầm kiếm thôi sao? Địch, anh ngốc thật hay ngốc giả thế, người hầu cầm kiếm của Đại Đế Trác Ly là người đã từng đánh bại vua Arthur. Chương 2292. Vừa nghe thế, đám người không khỏi rộ lên một trận nhốn nháo. Mặc dù vua Arthur bị Tiêu Chính Văn giết cách đây một tháng, nhưng uy danh của cụ ta vẫn không hề giảm. Người có thể đánh bại vua Arthur gần như là đỉnh cao của sức chiến đấu trong thời hiện đại. Tiếp sau đó cường giả ngoài lãnh thổ của các thế lực khác cũng lần lượt bước lên, bên dưới càng nhốn nháo bàn tán. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thèm để ý gì đến đám người này, mà vẫn luôn tìm kiếm ba người Vi Hào. Không lâu sau, chỉ thấy ba người đàn ông phương Đông mặc bộ kiếm phục võ sĩ sải bước dài đi lên bục cao. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ba người này, tiện tay bưng tách trà nhấp một hớp trà. Chủ thượng, ba người Vi Hào cử đến lần này đều không thể xem thường, cậu nhìn người kia, so ra thì là người có thực lực yếu nhất, nhưng cũng là người sáng lập ra thanh dao gãy của Vi Hào. Kokura Nosuke, nói xong, Độ Thiên Chân Nhân chỉ vào một người đàn ông thấp bé cao chỉ khoảng 1m50. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, ừ, ba người mà Vi Hào cử đến đều có sở trường của riêng mình, người áo trắng ở giữa mới là người nguy hiểm nhất. Ồ, Độ Thiên Chân Nhân không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Chủ thượng, cậu nói đúng, người kia tên là Hosoda Shinsuke, là em họ của tín trưởng. Cũng từng là ông lớn một phương của Vi Hào. Nghe nói người này đã có thực lực cảnh giới thiên thần 3 sao. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, có thể nhận ra đối phương là cảnh giới thiên thần 3 sao từ khí tức của người đó. Sau khi ba người bước lên bục cao, bên dưới cũng xôn xao thảo luận. Ai cũng biết lần trước Hoa Quốc thất bại đều do ba người này. Lần này Hoa Quốc có thể rửa được mối nhục trước hay không vẫn chưa thể biết. Dù sao trong các cường giả ngoài lãnh thổ quay về lần này, số lượng cường giả cảnh giới thiên thần không nhiều, một người Âu Lục, một người Hoa Quốc, một người Vi Hào. Nói cách khác bây giờ trên sàn đấu đã diễn ra bộ kịch lớn, Tam Quốc diễn nghĩa. Hoa Quốc và Vi Hào là kẻ thù sống chết với nhau không cần nói nữa.
Sự ủng hộ hay phản đối của cường giả cảnh giới thiên thần 3 sao đó có thể quyết định thắng bại của trận đấu này. Còn phía Mỹ Lục, mặc dù cũng có một cường giả cảnh giới thiên thần 3 sao quay về. Nhưng so với ba cường giả cảnh giới thiên thần 3 sao lão làng trước đó, người này chỉ vừa đột phá cảnh giới, thực lực cách biệt rất lớn với cảnh giới thiên thần 2 sao. Thế nên gần như có thể không cần suy xét đến. Đúng lúc này, một ông lão bên cạnh nhìn về phía Tiêu Chính Văn nhiệt tình chào hỏi, cậu thanh niên, chúng ta lại gặp nhau rồi, mong rằng Hoa Quốc các cậu có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Ông lão chính là Alan mà trước đó đã trò chuyện trong quán trà với Tiêu Chính Văn. Mong được như lời chúc của ông. Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười giơ tách trà lên. Chương 2293. Nhóm người đến cuối cùng mấy người từ thiên thuật của Hoa Quốc. Từ lúc bước vào, ánh mắt từ thiên thuật luôn nhìn về phía ba người vi hào đó. Lần trước chính ba người họ đã đánh bại cường giả Hoa Quốc chúng ta, sau đó kéo người ức hiếp Hoa Quốc đủ điều phải không? Từ thiên thuật lạnh lùng hỏi hai người bên cạnh. Trương Thế Phong gật đầu nói, đúng thế, chính là ba người họ, hơn 100 năm trước một mình người tên Kokura Nosuke đã giết chết hai cường giả Hoa Quốc. Còn ép thiên tử lúc đó phục tùng vi hào, trở thành con rối của vi hào. Từ thiên thuật khẽ gật đầu cười khẩy nói, được thôi, nếu đã thế thì tính luôn nợ cũ 100 năm trước lẫn nợ mới hôm nay một lần. Tôi muốn xem vi hào nhỏ bé đó có bản lĩnh thế nào. Ông Từ, không cần tự tay ông ra tay đâu, chỉ cần một mình tôi cũng có thể kết liễu ba người họ. Trương Thế Phong kiêu ngạo cười khẩy. Sau khi ba người Hoa Quốc vào đấu trường, tất cả cường giả quay về từ ngoài lãnh thổ đều đã vào hết. Hoa Quốc là bên tổ chức trận đấu càng nhận được những tràng pháo tay đồng tình của hầu hết khán giả. Xét về khí thế rõ ràng đã chèn ép tất cả các thế lực. Kokura Nosuke lạnh lùng nhìn ba người Hoa Quốc, sau đó quay đầu sang thấp giọng nói với nhân tài bên cạnh. Hai người kia cũng nở nụ cười khinh bỉ. Nếu chúng ta đã đến đông đủ thì có thể bắt đầu được rồi chứ. Kokura Nosuke là người đầu tiên đứng lên nói. Giọng hắn như thể mang theo một cảm giác áp bức. Hắn vừa lên tiếng, mọi người ở dưới đang bàn tán nhốn nháo cũng im bặt, đồng loạt nhìn về phía trên bục cao. Lúc này một cường giả Mỹ Lục đã chậm rãi bước xuống bục cao, hàm ý sẽ là người đầu tiên ra trận. Còn các cường giả Âu Lục ở một bên khác cũng lần lượt đứng dậy. Lúc này vừa mới bắt đầu mà Mỹ Lục và Âu Lục đã bước vào trạng thái căng thẳng, khiến mọi người ở bên dưới không khỏi thì thầm. Vì từ thời cận đại đến nay, Mỹ Lục và Âu Lục có thể nói là bạn đồng hành có quan hệ vô cùng mật thiết, chưa từng xảy ra bất kỳ trận chiến lớn nào. Hai bên cũng không có thù oán gì, sao có thể bỗng nhiên đối chọi gay gắt. Khi hai bên vừa bước xuống bục cao định ra tay thì Từ Thiên Thuật nháy mắt ra hiệu với Trương Thế Phong bên cạnh, đi nói với họ, phải giải quyết trước mối thù cũ giữa chúng ta và Vi Hào. Được, hơn nữa hôm nay nhà họ Trương tôi cũng phải rửa thù. Ông cứ để tôi ra đánh trước đi. Nói xong, Trương Thế Phong cũng chậm rãi đứng dậy nói với mấy người định ra trận, các vị, khoan hãy ra tay. Những người bên phía Âu Lục và Mỹ Lục quay đầu lại nhìn Trương Thế Phong, mặt hiện lên vẻ hơi khó hiểu. Chương 2294. Các vị, có thể nhường cho Hoa Quốc tôi ra trận trước được không? Trương Thế Phong mỉm cười nói. Nhưng giọng điệu của cụ ta lại mang theo ý không cho phép từ chối. Cao thủ hai bên không khỏi sửng sốt, một trong số đó nhíu mày hỏi, Trương Thế Phong, Hoa Quốc các ông có ý gì? Theo quy ước trước đó hẳn là phải để Âu Lục và Mỹ Lục đánh trước chứ? Lẽ nào các ông định, không để người kia nói hết câu, Trương Thế Phong vội vàng giải thích, không? Chúng tôi không có ý khai chiến với hai bên các ông, chỉ là muốn kết thúc vài mối thù cũ với Vi Hào thôi. Mọi người đều biết hơn 100 năm trước Vi Hào đã giết hai cao thủ Hoa Quốc. Sau đó dẫn binh lính xâm phạm Hoa Quốc tôi khiến Hoa Quốc chịu nỗi nhục 100 năm, hơn nữa người Vi Hào láo xược làm càn ở Hoa Quốc, giết hại rất nhiều người dân Hoa Quốc. Về công về tư hẳn nên để Hoa Quốc và Vi Hào tính toán xong món nợ cũ. Trương Thế Phong kiêu ngạo nhìn bên phía Vi Hào. Không để mấy người Âu Lục và Mỹ Lục lên tiếng, bên dưới bục cao đã vang lên tiếng hô của khán giả Hoa Quốc, đúng thế. Giết hết bọn chúng. Chúng đều đáng chết. Tiêu diệt chúng trước, báo thù cho đồng bào gặp nạn của Hoa Quốc. Bên dưới vang lên tiếng hô báo thù, đợt sau cao hơn đợt trước.
Thấy tình hình thế, Trương Thế Phong cũng rất đắc ý, cuối cùng cụ ta cũng đã đạt được mục đích. Chỉ cần đặt mối thù của đất nước ra trước mặt và được người dân Hoa Quốc ủng hộ, nếu cụ ta giết được 3 người Vi Hào thì địa vị của cụ ta ở Hoa Quốc cũng cao hơn. Có câu nói được lòng dân được lòng thiên hạ, dù là cường giả ngoài lãnh thổ cũng không ngoại lệ. Thấy 3 người bên Vi Hào không đáp lời, Trương Thế Phong cười khẩy huênh hoang nói, sao nào, hơn 100 năm trước dám giết tiền bối Hoa Quốc của tôi, hôm nay lại không dám đáp ứng lời thách đấu sao? Vừa nghe thế, 3 người bên Vi Hào không khỏi nhíu mày. Thật ra 3 người họ đang đợi thái độ bên phía Âu Lục và Mỹ Lục, chứ không phải sợ Trương Thế Phong. Được thôi, trận đầu tiên giao cho Hoa Quốc các ông. Chúng ta đi, mấy người Âu Lục và Mỹ Lục xoay người quay lại Bục Cao. Trương Thế Phong thấy mấy người Âu Lục và Mỹ Lục đã nể mặt mình thế thì càng thêm ngông nghênh, chỉ vào khu vực nghỉ ngơi của Vi Hào lớn tiếng nói, chuột nhắt Vi Hào, mau lăn xuống đây chịu chết cho ông. Trương Thế Phong, ông bình tĩnh đi, tôi muốn xác nhận một chuyện, Hoa Quốc các ông định đánh trận đầu tiên thật à? Lúc này một cao thủ bên phía Phi Lục lên tiếng. Tất nhiên, đây là mối thù 100 năm của Hoa Quốc và Vi Hào, phải giải quyết trước. Trương Thế Phong lại cao ngạo nói. Lần này bên Hoa Quốc có ưu thế chèn ép hơn, đầu tiên cụ ta và người họ Triệu đều là đỉnh cao cảnh giới thiên thần 2 sao, luôn cố gắng đạt đến sức chiến đấu của cảnh giới thiên thần 3 sao. Chương 2295. Hơn nữa từ thiên thuật là đỉnh cao cảnh giới thiên thần 3 sao nên muốn thua cũng khó. Lúc này không báo thù thì còn đợi đến khi nào? Vậy được, chỉ là tôi mong các ông đừng hối hận vì quyết định này. Cao thủ bên phía Phi Lục cười khẩy. Mặc dù 3 người bên Vi Hào nãy giờ không đáp lời nhưng Hosoda Shinsuke quay đầu lại nhìn Kokura Nosuke. Kokura Nosuke khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trương Thế Phong lạnh lùng hừ một tiếng, sải bước đi đến vị trí chính giữa võ đài móc ngón tay với Kokura Nosuke. Ông Trương, phải cẩn thận, không thể khinh địch. Triệu Thắng ở một bên nói. Hừ, chỉ là đám chuột nhắt, có gì đáng nhắc đến chứ? Giết bọn chúng chỉ như giết gà giết chó thôi. Trương Thế Phong chắp một tay sau lưng, vô cùng kiêu ngạo, khí tức bao trùm cả đấu trường khinh thường nói. Từ thiên thuật cũng gật đầu lia lịa, chỉ xét riêng về cảnh giới thì Kokura Nosuke cũng không phải là đối thủ của Trương Thế Phong. Thế nên từ thiên thuật không quá quan tâm đến trận đấu này, chỉ quan tâm đến cao thủ thật sự của đối phương là Hosoda Shinsuke mà thôi. Kokura Nosuke chỉ là một thuộc hạ của gia tộc Oda mà thôi, thời chiến quốc của Vi Hào, Kokura cũng chưa từng có chiến tích hơn người, nhưng Trương Thế Phong thì khác, không chỉ đại sát tứ phía lúc ở thế tục. Dù đến ngoài lãnh thổ cũng là một ngôi sao mới chói mắt. Cộng thêm tam tuyệt trận của nhà họ Trương, cụ ta càng thêm có sức uy hiếp, cho dù ở bất kỳ phương diện nào cũng đủ để chèn ép Kokura Nosuke. Ông chắc là muốn đánh với tôi chứ? Kokura Nosuke lạnh lùng nhìn Trương Thế Phong. Giết mày, chỉ cần một tay là đủ. Lăn xuống đây. Trương Thế Phong vô cùng kiêu ngạo chỉ vào Kokura Nosuke. Cụ ta nghĩ trong 3 người Vi Hào thì Kokura Nosuke là người yếu nhất. Ngay cả khi mình thể hiện thực lực trước mặt người dân Hoa Quốc thì cũng phải khiến hắn văng máu với tư thái chèn ép. Dứt lời, Trương Thế Phong vẫn chắp một tay ra sau lưng, cao ngạo nói. Hôm nay tôi phải báo thù cho các tiền bối Hoa Quốc, rửa sạch mối thù này. Kokura Nosuke cười khẩy nói, mong ông đừng hối hận. Dứt lời, cơ thể Kokura Nosuke bỗng xoẹt qua. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện vô số ảo ảnh của Kokura Nosuke, thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Kokura Nosuke vừa ra tay đã dùng chiêu đoạn đao lưu và đông cực nhẫn thuật kết hợp tạo ra đòn hiểm. Chương 2296. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa cả trận pháp thiên chiếu che khuất cả ánh mặt trời. Bên dưới vang lên tiếng kinh ngạc hốt hoảng, những người trước đó hô hoán phất cờ cho Trương Thế Phong đều thấy ớn lạnh. Khán giả Hoa Quốc ngồi trước màn hình TV cũng đều chảy mồ hôi thay Trương Thế Phong. Lúc này Hứa Thiến ngồi dưới bục hơi lo lắng nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, với kinh nghiệm của anh thì tiền bối Trương và người tên Kokura ai mạnh hơn? Với tư cách là một người Hoa Quốc, Hứa Thiến cũng mong cao thủ Hoa Quốc có thể giành chiến thắng. Có câu gọi là vạn sự khởi đầu nan. Tiêu Chính Văn ngước mắt lên nhìn Trương Thế Phong và Kokura Nosuke,
lắc đầu nói, Trương Thế Phong chắc chắn sẽ thua. Cái gì? Mấy người Hoa Quốc xung quanh đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt thù địch. Cậu có phải là người Hoa Quốc không thế? Đúng đấy, người Vi Hào đã cho cậu lợi ích gì rồi hả? Cậu là tay sai của người Vi Hào à? Mọi người đồng loạt chỉ trích. Tiêu Chính Văn không hề tức giận mà bình thản nói, có câu kiêu ngạo ắt sẽ thất bại. Vẫn chưa đánh thì không biết rõ thực lực của đối phương, nhưng đối phương một chiêu có phải hơi tự đại quá không? Hơn nữa ông ta xem trọng mình quá, tam tuyệt trận của nhà họ Trương đúng là không tầm thường nhưng đó là đối với Hoa Quốc, thiên chiếu đại trận của đối phương cũng không hề kém cạnh gì với tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Tại sao ông ta nghĩ mình nhường người ta một chiêu là có thể thắng? Hơn nữa dù ông ta cố gắng hết sức thì theo tôi kết quả vẫn thế thôi. Yêu nước không cần nói ra mà phải hành động. Dứt lời, Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến mấy người xung quanh nữa mà rời tầm mắt sang nhìn võ đài. Chỉ thấy Trương Thế Phong kiêu ngạo nhìn Kokura Nosuke, lạnh lùng nói, chỉ là tài năng thấp kém mà cũng dám phô trương trước mặt tôi. Nói rồi chỉ thấy Trương Thế Phong hơi lắc tay, mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến trên bầu trời, uy lực của trời cuồn cuộn che lấp cả khoảng không. Từng tia sấm chớp thoáng chốc đã đánh về phía ảo ảnh của Kokura Nosuke. Không lâu sau một đầu rồng khổng lồ được tạo ra từ sấm chớp xuất hiện trong tầng mây đen trên bầu trời. Đây là đang biến thành rồng sấm. Trong tam tuyệt trận, sát khí trong thiên tuyệt trận mãnh liệt nhất, hơn nữa cũng có uy lực mạnh nhất. Trương Thế Phong vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu mạnh nhất, rõ ràng là muốn làm thật, giết chết Kokura Nosuke trong một chiêu tấn công. Kokura Nosuke ngẩng đầu lên nhìn mây rông răng đầy trời, cười khẩy, lẽ nào trận pháp của Hoa Quốc vẫn dừng lại ở tầng mây Going thôi sao? Đúng là nực cười, vậy mày đỡ đòn thử xem. Sắc mặt Trương Thế Phong thay đổi, sau đó lòng bàn tay hơi lật lại ấn xuống dưới. Ầm. Vô số sấm sét dày đặc như mưa rơi xuống, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chương 2297. Đây là thứ mà con người có thể đạt đến sao? Quả là uy thế như thiên thần. Chỉ thấy một con rồng màu bạc cực lớn lao thẳng về phía Kokura Nosuke từ trong tầng mây. Năm đó chẳng qua là vì ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc còn non trẻ mới để đám chuột nhắt bọn mày được lợi. Hôm nay tao nhất định phải bắt bọn mày trả lại gấp 100 lần. Trương Thế Phong lạnh lùng hét lên, con rồng màu bạc đó càng to lớn mấy lần. Trời ạ, lẽ nào đây chính là thực lực của cường giả thiên thần sao? Có thể khống chế sấm sét, đây đã là bản lĩnh thần tiên gì rồi? Nhà họ Trương quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả Hứa Thiên Chí cũng phải thốt lên vài câu khen ngợi. So với trận pháp của nhà họ Trương, trận pháp nhà họ Hứa có vẻ yếu hơn về sức tấn công. Trận pháp của nhà họ Hứa thiên về phòng thủ nhiều hơn. E là nếu có cho cụ ta luyện hàng nghìn năm nữa cũng chưa chắc có thể có phong thái thần tiên như Trương Thế Phong. Ha ha ha, nhưng Kokura Nosuke lại ngửa mặt lên trời bật cười, Trương Thế Phong ông vẫn không xứng nói mấy lời mạnh miệng thế này đâu. Bóng người Kokura Nosuke lại nhiều hơn gấp đôi. Những sấm sét đánh về phía ảo ảnh của Kokura Nosuke đều chỉ đánh vào không khí, không cái nào ngoại lệ. Thấy thiên tuyệt trận lại đánh vào không khí, Trương Thế Phong không khỏi cảm thấy chấn động, thầm có cảm giác không ổn. Chỉ là không đợi Trương Thế Phong hoàn hồn, vô số bóng người đã hợp lại thành một, thoáng chốc đã chạy đến trước mặt Trương Thế Phong. Dầm, chỉ thấy Kokura Nosuke đánh thẳng một cú vào ngực Trương Thế Phong. Mở. Trương Thế Phong vội vàng vung trưởng lên đỡ. Một luồng sóng khí màu trắng bạc nổ tung, Trương Thế Phong nôn ra ngụm máu rồi văng ra xa. Lúc này tất cả những người bên dưới đều kinh ngạc. Nhất là đám người từ thiên thuật càng vội vã đứng lên, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không thể nào, thiên tuyệt trận của Trương Thế Phong chưa từng thất bại, sao có thể thua được chứ? Từ thiên thuật không dám tin nhìn Kokura Nosuke. Ngay cả Trương Thế Phong bị đánh văng ra xa cũng ngơ ngác, cụ ta đã dùng 12 phần sức của mình vào đòn tấn công vừa rồi, sao có thể bị Kokura Nosuke đánh văng ra xa chứ? Ha ha ha, đúng là nực cười, loại người này còn muốn nhường tôi một chiêu, vẫn muốn rửa nhục cho Hoa Quốc à? Ha ha ha, Kokura Nosuke bật cười, thậm chí không thèm đi đánh Trương Thế Phong đã bị thương ngã xuống đất. Trương Thế Phong đỏ mặt nghiến răng đứng dậy.
chỉ vào Kokura Nosuke tức giận hét lên, mày đừng có mà hoành hoang. Hừ, ông đã thua rồi, vừa rồi tôi muốn giết ông thì ông cũng không thể sống đến lúc này. Rửa nhục ư, hừ, cứ tiếp tục hưởng thụ nỗi nhục mới vẫn được đấy. Cút về đi, về luyện tập thêm rồi hẳn quay lại đấu, có lẽ ông vẫn có chút cơ hội. Kokura Nosuke không khách sáo sỉ nhục. Trương Thế Phong mau vết máu trên khóe môi, bỗng đứng dậy định tung ra đòn, một tay Kokura Nosuke cầm chặt cán dao cười khẩy nói, tôi nghĩ chắc ông vẫn chưa thấy được uy lực của đoạn dao chảm nhỉ. Chương 2298. Trương Thế Phong, tôi cho ông một cơ hội sống, quỳ xuống. Nếu không thì chết, hả? Trương Thế Phong mới nhớ ra chiêu thức mà Kokura Nosuke giỏi nhất là đoạn đao chảm. Cho đến bây giờ, Kokura Nosuke vẫn chưa lấy dao ra. Nghĩ đến đây Trương Thế Phong không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trương Thế Phong, Từ Thiên Thuật nhìn chằm chằm vào Trương Thế Phong, dù là chết cũng không thể quỳ gối. Vì tất cả mọi người ở Hoa Quốc đều đang xem trực tiếp. Nhưng ngay sau đó Trương Thế Phong quỳ gối xuống trước mặt Kokura Nosuke. Ha ha ha, Kokura Nosuke khẽ nhấc chân lên đạp vào mặt Trương Thế Phong, vô cùng kiêu ngạo nói với tất cả người Hoa Quốc ở dưới võ đài và tất cả ống kính của truyền thông, đây chính là người nhà họ Trương ở Thiên Sơn Hoa Quốc. Trương Thế Phong người canh giữ Tổ Long, là Trương Thế Phong 30 giây trước còn lớn lối nói sẽ rửa nhục cho Hoa Quốc. Sau đó lão cúi đầu nhìn gương mặt Trương Thế Phong nói, mùi vị bị giày của tôi đạp lên mặt thoải mái không? Dưới giày của tôi vừa đúng lúc giẫm phải phân chó, liếm sạch cho tôi, nếu không thì chết. Đừng, Triệu Thắng cũng đứng phắt dậy. Nhưng bây giờ Trương Thế Phong chỉ muốn sống, tôn nghiêm hay Hoa Quốc gì đó đều đã bị cụ ta vứt lên 9 tầng mây từ lâu rồi. Trương Thế Phong vươn lưỡi ra ngoan ngoãn liếm đế giày của Kokura Nosuke dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Hai, sớm biết như thế cần gì phải làm trò hề. Người nhà họ Trương đúng là vì mạng sống mà không có giới hạn. Tiêu Chính Văn thở dài. Anh có bản lĩnh thì lên đi. Đúng thế, người Hoa Quốc nào mà không muốn thắng chứ? Đúng là không ở góc độ của người khác nên không hiểu, nếu đổi thành cậu thì người ta còn chưa ra tay, cậu đã quỳ xuống xin tha rồi. Mấy người Hoa Quốc bên cạnh đang tức giận. Kiềm chế cơn giận không chỗ phát tiết quay đầu lại chút hết giận dữ lên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến đám người này, chỉ nhàn nhã uống hớp trà. Lúc này ngay cả Từ Thiên Thuật cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù sao họ vẫn luôn lớn lối muốn rửa nhục cho Hoa Quốc, nhưng không ngờ Trương Thế Phong lúc nãy còn đang khoe khoang này kia thế mà lại đánh mất thể diện chỉ vì muốn sống sót. Điều khiến ông ta cảm thấy không thể chấp nhận được là Trương Thế Phong thế mà lại bị đánh bại chỉ với một chiêu, ông ta quả thật không thể chấp nhận được kết quả này. Hoa Quốc còn có người sống không? Cứ lên đây đi. Kokura Nosuke vừa nói vừa nhấc chân lên đá Trương Thế Phong đến chỗ bục cao của Hoa Quốc. Chương 2299. Kokura Nosuke làm như vậy chẳng khác nào đang khiêu khích cả Hoa Quốc. Hơn nữa dù Trương Thế Phong có thua thì lão cũng không nên đá Trương Thế Phong trở về khán đài của Hoa Quốc như đá một bọc đồ như thế. Một lúc sau, Trương Thế Phong mới đỏ mặt đứng dậy rồi bước về phía bục cao. Cảnh tượng vì muốn giữ lấy tính mạng mà quỳ xuống cầu xin ban nãy đã bị các kênh truyền thông lan truyền ra ngoài. Từ Thiên Thuật liếc nhìn cụ ta, nhất thời cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ đành nói với Triệu Thắng đang ngồi bên cạnh, ông Triệu, ông lên đấu trận sau nhé. Triệu Thắng khẽ gật đầu, sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài, sải bước tiến về phía võ đài. Ông Triệu, nhất định phải thật cẩn thận, tên Kokura Nosuke này có vấn đề. Từ Thiên Thuật vội vàng nhắc nhở. Theo lý mà nói, Trương Thế Phong không thể thua được, càng không thể thua Kokura chỉ với một chiêu. Thế nhưng cảnh tượng ban nãy vô cùng chân thực, cảnh giới của Kokura vẫn chưa nâng cao, sao chiến lực có thể chênh lệch tới vậy? Triệu Thắng quay đầu liếc nhìn Từ Thiên Thuật, cho ông ta một ánh mắt an tâm rồi đứng thẳng dậy, bình thản đi về phía võ đài. Lúc này, trong hư không giống như có thêm một màn nước, mà mỗi một bước chân hạ xuống của Triệu Thắng đều sẽ gây gợn sóng một vùng. Đây là một loại trận pháp vô cùng huyền ảo, tên là Bích Hải Dương Ba. Gợn sóng nhìn giống như là sóng nước kia lại mang theo áp lực hết sức kinh người. Chỉ là Kokura Nosuke lại không khỏi lắc đầu. Sau đó lại sử dụng một đòn tương tự như vậy,
vô số bóng người che khuất cả bầu trời. Ban nãy Trương Thế Phong đã thất bại nặng nề trước chiêu thức này, vậy nên Triệu Thắng đâu còn dám sơ suất. Ông ta vội vàng vung tay ra, một màn nước cực lớn lập tức chặn đứng giữa ông ta và Kokura Nosuke. Đây là một loại trận pháp hợp nhất công kích và phòng ngự, chỉ cần Kokura muốn đi xuyên qua màn nước này để công kích Triệu Thắng thì nhất định sẽ bị thương bởi nguồn sức mạnh ẩn chứa trong màn nước này. Lúc vô số cái bóng Kokura đâm xuyên qua màn nước đó thì từng luồng khí kình cũng bộc phát theo, vô số cái bóng của Kokura cũng lập tức tan biến. Mãi tới cuối cùng, trong màn nước xuất hiện một cơn sóng cực lớn, đổ ụp xuống người Kokura Nosuke. Lúc này, ngay cả những khán giả bên dưới cũng thốt lên những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Lẽ nào hư không đã bị trận pháp của ông ta xoay chuyển? Xem ra trận pháp mà cường giả cảnh giới thiên thần sử dụng không phải là thứ mà đám người chúng ta có thể đoán ra được. Đặc biệt là cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như chúng ta gặp phải trận pháp giống vậy thì e rằng chỉ còn nước chịu chết mà thôi. Không ít người bắt đầu cảm khái. Còn Tiêu Chính Văn liếc nhìn gợn sóng cực lớn giữa không trung kia thì khẽ lắc lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Chương 2300. Xem ra cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc vẫn chỉ dừng lại ở trình độ điều động từ trường không gian để tác chiến, căn bản không thể thắng được Kokura Nosuke. Mặc dù Kokura vẫn chưa lĩnh hội được đầy đủ, thế nhưng lão đã học được cách bí mật dùng từ trường của bản thân để tác động tới từ trường vũ trụ. Điều đó đã hình thành nên ranh giới không thể vượt qua với cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Cũng có thể nói, mỗi một chiêu của lão, bất luận là lực công kích hay lực phòng ngự thì cũng là thứ mà cường giả Hoa Quốc không thể địch lại được. Thấy Tiêu Chính Văn lắc đầu thở dài, Hứa Thiến không hiểu lên tiếng hỏi, anh Tiêu, lẽ nào tiền bối Triệu cũng không thể thắng Kokura này sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, sự hiểu biết của hai người họ về trận pháp căn bản không hề giống nhau, điều này giống như cùng một bài toán, cho học sinh tiểu học làm và cho học sinh cấp 2 làm sẽ nhận được kết quả khác nhau. Lời này của Tiêu Chính Văn lại thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ là lần này không ai dám cười nhạo Tiêu Chính Văn nữa. Ban nãy lúc Trương Thế Phong ra tay, Tiêu Chính Văn đã từng dự đoán Trương Thế Phong nhất định sẽ bại trận. Thế nhưng kết quả thì sao? Trương Thế Phong không chỉ bại trận mà còn thua không chút tôn nghiêm. Vào lúc con sóng lớn kia đổ ụp về phía Kokura Nosuke, Kokura cũng cử động, tất cả hư ảnh trên bầu trời đột nhiên biến mất. Kokura đang đứng cách Triệu Thắng cả trăm nghìn mét, một tay đặt lên trên cán dao, cứ thế khẽ rút ra. Một tia sáng sắc lẹm lóe lên, đoạn đao chạm, mặc dù chỉ là một động tác rất nhỏ, thế nhưng tia sáng sắc lạnh đó lại vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng được. Tia sáng đó lập tức xuyên qua màn nước, trên mặt Triệu Thắng cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Phập, cùng với một tiếng vang rất rõ. Chỉ thấy bả vai trái của Triệu Thắng bắn ra tung tóe những tia máu, máu tươi men theo cánh tay của ông ta, không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Trận pháp của ông ta bị Kokura Nosuke phá bỏ dễ dàng vậy sao? Phải biết rằng mặc dù trận pháp của ông ta không huyền ảo bằng trận pháp không gian của Hoa Sơn, thế nhưng cũng có thể ngăn cản được mọi đòn tiến công, tuyệt đối không thể dễ dàng bị đâm thủng như thế. Thế nhưng ông ta vẫn bị đối phương chém một nhát lên bả vai. Nếu như không phải đối phương nương tay thì cánh tay của ông ta đã không còn nữa. Ha ha, Kokura Nosuke thấy vậy thì ngửa mặt cười lớn, chỉ tay vào Triệu Thắng mà nói thế nào. Ban nãy ông ta liếm giày cho tôi, thế ông thì sao? Có muốn giữ mạng hay không? Khoảnh khắc này, không chỉ có Kokura Nosuke đang cười mà những cao thủ khác trên khán đài cũng bật cười lạnh lùng. Mấy người Hoa Quốc này mở mồm ra là nói muốn rửa nhục, kết quả thế nào? Hết người này tới người khác bại trận, dựa theo quy tắc của cuộc đấu võ thuật vùng ngoài lãnh thổ, nếu như Kokura không tha cho Triệu Thắng đi thì không một ai được phép ra tay tương trợ, nếu không là làm trái với quy định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.